190 nhé. Có màu nâu, đen, trắng, hồng, kem. 190 nha. Bấm nhanh đi mấy chị không hết hàng nha. Nhanh tay không hết á. Nào với Linh Nguyễn à, nào chứ Hồng Hạnh. Nâu, trắng, hồng, kem, đen. 190 ren mềm. 62-63 đổ xuống được. Học chứ gì Hồng à? Không có 70 rồi chứ Bella Hoàng à. Hồng chứ Nguyễn đi, trắng đây chứ Linh Nguyễn. 62-63 đổ lại. Mẫu đẹp giảm hàng luôn. Dạ chứ Nguyễn Điều à. Nào chứ Trinh Thị Phương Nguyên. Mỗi một chế chấm bài lên cho em một cái nha. Đẹp quá. Hàng hôm qua mấy bạn chưa chốt xong chứ Thùy Trang chưa gọi là ngày mai các bạn gọi nha. Chứ Phương Thảo luôn có Hồng ạ. Đây chứ Linh Nguyễn, đây chứ Yên Chủ. Giờ này nhân viên nhà em vẫn còn đang gọi điện thoại. Màu da chạy chiếc ngăn lùa. Chứ chị Thi có nâu nó làm hết nâu ạ. Hết hả? Dạ chứ Dương Tài Phúc. Trắng chứ Loan Lê à. Chứ Nhung Đinh đổi nội giúp em. Chứ Huyền Trang có Hồng. Chứ Dương Phích Tài có da rồi à. Chứ Ngọc Chi có trắng. Em chứ Bổ Phụng. Nâu ở đâu có số lượng mấy? 15. Chứ Trắng Kiều Thúy có đen à. Đen trắng chứ Cao Y Phụng. Chứ Thanh Tuyết có da. Chị Di Dương đỡ lại giúp em ạ. À. Không có màu gì có hồng. Vàng hết rồi chị. Vàng hôm qua em bán hết rồi. Chứ Thúy Phàng có trắng. Chị Di Dương có da. Hết da hết nâu. Chị dạ, nào mà chưa mua được á. Chưa mua được ngày mai 12 giờ rưỡi vô gặp em nha. Chị yêu nào chưa mua được tại vì ngày mai em có về thêm á mọi người. Nhưng mà giờ em không biết số lượng nó được bao nhiêu cái. Khoảng màu 10 nữa thôi. Nhưng em không có nhận đơn thêm. Chị yêu nào mình chưa mua được thì ngày mai 12:45 các chị vô trong live gặp em mua thêm mã này. Một mã duy nhất chứ nữa. Chứ Trần Nguyên có đen ạ. À? Hết trơn hàng ren. Chứ Nguyễn Hoa có đen có trắng. Hàng Quảng Châu á em nhập tận gốc luôn giá rẻ cho mình á. Chứ bình thường mấy chị mua giá này không có đâu. 190.000 đồng 62-63 đổ xuống vừa mới chơi. Em còn trắng, còn đen, còn hồng. Học chứ tin kem ạ. Chị nào chưa mua được thì chưa ngày mai vô gặp em nha. Để dớt khúc cuối nha mọi người. Hết hồng. Hết hồng luôn. Rồi em còn đen, còn trắng nè. Em có nhiều set, nhiều áo nha chị ơi. Từ từ em lên đầm váy nữa nhiều lắm. Đẹp quá. Ren trắng với lại là đen đen. Chắc chứ Kim Huệ. Em còn trắng với lại là còn đen. Đẹp quá trời. Chắc chứ Nàng Trần, đẹp chứ Phương Lê, chứ Ngọc Lan có áo đen ạ. Mấy chế mà nhận hàng, mấy chế mê liền. Cái chốt ren nó đẹp, nó mềm, nó mịn, nó đã dữ lắm. Màu trắng với lại là màu đen giúp em. 190.000 đồng. Đẹp dữ dằn luôn. 190. Trắng chứ Trang Thủy. Đen chứ Thanh Thủy ạ. Chứ Nguyễn Thảo có đen ạ. À, trắng với hồng đào. Áo đen với hồng gấm. Hai cái luôn đó mấy chị. Đen chứ Nguyễn Hoài Thu ạ. À, đẹp xuất sắc luôn. Vỡ không để hồi cho con My nó vô. Trắng thì đi Dương xuống Bảo nó Ngọc. Vô cho nó lẹ ginh lên cho nó mệt. Trắng với Ngọc Lan. Đang tạo đơn. Chứ Nguyễn Phạm có đen ạ. À, 62 vừa chết. 62 bao đẹp luôn. Trắng đen hai màu giá 190. Đen nghe chứ Lê Kiều, trắng chứ Ngọc Hồ. Chị nào mà nhận được hàng mã này là phê luôn. Đen chứ Nguyệt Phạm. Đẹp dữ dằn luôn. Trắng chứ Huỳnh Thị Mỹ Diệu, đen chứ Nhân Hoài ạ. À, trắng đen hai màu giá 190. Ren nó mềm luôn mấy chị. Nó mềm mà nó đẹp. Trời đất ơi luôn. 190. Chứ Hoàng có đen rồi nha chứ. Rồi áo này mặc với cái gì cũng đẹp hết. Mặc với cái gì cũng đẹp, chân váy là đẹp dữ nữa. Chị nào rủ có trắng hết hay kìa. Mặc chân váy á, mặc giống như nè, ổng thùng vô. Đẹp dữ dằn đẹp. Trang đen với Ngọc Trang. Đen với Thúy Đơn. 190.000 đồng. Trang với Ngọc Thúy.
trắng đen hai màu. Ai đang với Nguyễn My à? Hàng hôm qua nhân viên em vẫn đang gọi điện thoại á mấy chế ơi. Chế Ngọc Hiếu có nếu điện. Mà hôm nay không gọi thì ngày mai gọi tiếp nha mấy chế. Gọi chưa kịp á mấy chị. Đang với Nguyễn Thấm à? Gọi từ sáng 7 giờ đến giờ vẫn còn đang gọi. Kêu cho chế Ngọc Nguyên. Rồi em chế mình có đen ạ? Ba bình thường không có bị ngắn đâu chị ơi. Đang chế Đan Kim. Để dạ hết nha. Trắng đen hai màu. Chế Ngọc Út có trắng. Ngày mai chắc về thêm được màu mùi buổi trưa. Cái trường mình có trắng ạ. Cái thanh hoàng võ thị có trắng. Chị hỏi em gái chị cái nha, đợi xíu. Còn mấy? Điền 19 chế ơi, 19, 6, 2, 6, 3 chị Hiệu tăng comment lệnh nào giúp em nha. Chứ em còn trắng với đen ạ. Chứ độ ngăn có trắng. Rồi, trắng đen giùm em nha. Giá 190 một áo ạ. 190. Áo này ngày mai còn màu mùi á. Bây giờ có in không ta? Vậy hả? Rồi ok. Chứ thì trắng đen, đen ạ. Trắng chứ mỹ thiệt. Hết trắng. Chị nào chưa mua được thì trưa mai lên mua nha. Đây chứ đỏ hồng ạ. Trưa mai em về thêm cho mình đó. Trắng đen hai màu nha. Rồi em lên con siêu phẩm. Cô Linh Ngọc Thi có đen hết trắng ạ. Đen cho Lý Tiếp Nhung. Mấy bà này ghi số lượng có sai không hay là mấy đứa Lê trên đâu có lấy số lượng giống vậy, lấy số lượng khác mà. Rồi em còn đen thôi, chứ nào chốt đen bấm đen gì đen cho miệng nó đen, chứ đổ ngăn có đen ạ. Chứ Ngọc chi thêm đen. Áo này ngoài shop là chưa ai có rồi mấy chứ. Chứ Ngọc Dung lên số thoại giúp đỡ nào giúp em rồi, chứ chẳng mai đỡ nào nha chứ. Áo này ngoài shop là chưa ai có trơn. Thằng Trung nó mới về em cắt bao một cái là vớt liền vậy cho mọi người. Dạ chứ chưa hiểu tâm hết đâu mà đỡ nào giúp em nha chứ. Rồi em còn màu đen và màu trắng hả? Áo ren còn đen với trắng. Còn đen không mà hết trắng rồi mọi người. Dạ hết quần ghi nhạc của mình nha chứ Nguyễn Thị Hồng Thảo. Rồi em đang mang là áo ren đen. Đó, chị nhận đây chiếc đàn rồi, đẹp nhé em, cảm ơn chế Thúy Hoàng. Rồi chế này chốt thì bấm cho em đi. 80 áo. Đây chế Lý Huyền đó, em hết đen ạ. Rồi em ai hết đen nha. Rồi lên mã tiếp theo cho mấy chị. Mã tiếp theo. Nếu khoai chế ngồi tiếp chưa. Áo này là mấy chế mua, trời ơi, thiệt. Áo này 70kg cũng vừa nhưng mà phải mặc áo rất tốt nha. Nó là form áo rất tốt, nó không có dài nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Nó đỉnh nè. 70 cũng vừa, bao nhiêu ký cũng được. Nhưng nó là form áo rất tốt để mặc dưới quần lưng cao. Đó, phải mặc dưới quần lưng cao nha mọi người. Áo mặc dưới quần lưng cao nha. Áo rất tốt mặc dưới quần lưng cao 145.000 đồng. Nhanh nha mấy chị ơi. 145. Rồi em đang mang nè, giải nè. Rồi mấy chị ơi, giải nó đẹp khủng khiếp. 145.000 bấm liền giùm em. Áo 145 kèm màu, 145 trắng, 145 đen và 145 có xanh biển. Hôm nay có xanh biển đẹp quá. Em hết áo mà chỉ có đỏ không? Chứ nhớ là chỉ trắng 30, xanh 20 mà đó ghi số lượng là bị sai á, xuống kiểm tra thử cái mã này coi. Rồi. Đang chế đỏ không? 145.000 free size nha mọi người. Free size 70kg cũng vừa luôn tại vì nó siêu giãn luôn á. 145.000 Trời ơi đẹp quá. Đen, xanh với lại là trắng. 145.000 đồng giúp em. Mọi người lên lẹ áo này nha mọi người. Đen chế Hàng Nguyễn. Siêu đỉnh nha mọi người. Xanh chế Hồ Thúy Thúy.
Cái tiền Nguyễn Thành có trắng hả? Ở đây cái Nguyễn Ngọc, cái chung mày có đen ạ. Đen chứ hình anh. Trắng hai xanh vàng đen ạ. Cái Nguyễn Hoa có xanh ạ. Xem bị chứ chịu không, chứ bỏ phục có xanh. Chị ơi áo này giãn dữ lắm nhưng nó là phong đắp tớp chị, 70kg vẫn vừa mà. Nè. Chứ thì lưng có đen nha chát. Phong đắp tớp sẽ mặc chiếc quần lưng cao, chân bảy các thứ đó. Cái gì lê bê có đen có sạch chân bảy và quần jean lưng cao là mọi người mặc với cái áo này nha. Đó, chế nào mà hay mặc quần jean lưng cao là phải mua cái áo này nha. Áo này phối với quần jean cực kỳ đẹp luôn. Hoặc là chân bảy, hoặc là quần đùi á mọi người, mặc với quần đùi lưng cao nè. Đẹp lắm. 65 em bao vừa cho mấy chế luôn. Trời ơi 70kg cũng được nữa. Nhưng mà là áo rất tốt nha mọi người. Áo rất tốt. Em đặt tên là áo cho chế Nguyễn Dư, Xuân Ái, Trương Mỹ Anh, Huỳnh An, Bảo Sơn, Ngọc Đào, Trần Thanh Tâm có nha chế. Chú Xuân Yến có xanh có đen ạ? 145.000 đồng rồi mấy chị ơi. Chú Thúy Ái có đen. Chú Mai Trúc có trắng. Chú Lê Lê có trắng có đen ạ? 145k. Áo xanh cho Nguyễn Tuyết. Đen trắng xanh. Ở đây mặc chung váy hoặc là quần đùi hoặc là quần jean chị. Lưng cao á, mặc với lưng cao đẹp lắm. 145.000 thì em bao hàng và em bao giá cho mọi người luôn, là không ai bán rẻ hơn mẹ Mai bán hết trơn á. 145.000. Ô, hôm nay em lên sớm hay sao mà view nó đang hơi thấp. Có 600 mấy chị, bên đây có 300 mấy à. Chưa được 1.000 chị. Chứ Nguyễn Thanh Như có xanh ạ. Bình thường hôm nay em gần 9 giờ, hôm nay em lên sớm 7 giờ rưỡi em lên được. Chứ Bình Anh có trắng ạ. Trắng chứ Ngọc Đào Trần, xanh chứ Phan Hồng. Trắng đen với Ngọc Ngọc. Chứ Thi Đoan thêm trắng ạ. Chứ Trần Hiền có trắng có xanh ạ, chứ Mỹ Hạnh có đen. Chứ Mỹ Đức có xanh, chứ Triệu Khanh có đen, chứ Khánh Văn có đen ạ. Chứ Điện Bùi có xanh, chứ Loan Kim có đen ạ. Chứ Thị Duyên có đen, đen chứ Lý Uyên. 145.000. Đó. Trời siêu giãn luôn. Chứ Đen thấy có áo đen, đen xanh chứ Nguyễn Thị Sáu. Xanh đẹp lắm luôn nè mấy chế ơi, màu xanh xuất sắc luôn. Đen trắng xanh đẹp cũng hết ạ. Chứ Linh Nguyễn có đen có xanh. Trắng đen chứ thường thường ạ. Chứ Ba Điểu có một đen, chứ Vương Phan có xanh. Chị nhé. Ở trắng đen chứ Mỹ Thành ạ. Xanh chứ Trương Thị Trang. Không có bắt được xe hả? Chứ Lê Phước có trắng, chứ Đào Học có trắng. Được không hả? Ủa? Để chị báo nhân viên. Đây chứ Lan Kim, chứ Hộ Hoa có đen có xanh. Trắng chứ Úc Nhan Tô, xanh chứ Nguyên Nguyên ạ. Chứ Xanh Võ có 3 màu. Chứ Anh Phan có áo đen, xanh chứ Tuấn Nguyên, đen trắng chứ Nguyễn Hằng. Chứ Nguyễn Thị Sáu có trắng có đen. Bên bi chị Kim Sang Nguyễn ra kìa. Hai ngày chưa gọi chút đơn, chụp xuống dưới luôn đi. Chứ Nhung Trần có xanh ạ. Trắng xanh chốt đẹp. Áo đầu lại hết ạ. 145.000 mấy chị ơi. Đen hai cái chứ Trường Thông. Bao nhiêu ký cũng được. Áo đây chứ Thúy Hạnh ạ. Nhưng mà nó là phong áo rất tốt nha. Áo rất tốt để mặc chứ quần lưng cao nha mọi người. Em nhấn mạnh rồi nha mấy chị yêu nhớ. Trời ơi nó đẹp quá đẹp. Sắc luôn. Áo ren hết rồi, chế ngày mai về tiếp. Sáng ngày mai còn được một màu khoảng 10 cái mẫu hồi nãy á. Đó, thì trưa ngày mai chị nào chưa mua được cái áo ren đầu like thì ngày mai quay lại trưa và trưa mai nha. Tại vì tối ngày mai chứ hình là em không có like. Nên là ren đó em sẽ lên vào trưa mai tầm khoảng 12 giờ rưỡi, 12 giờ 45 gì đó em sẽ lên. Rồi chị nào chốt bấm liền giùm em luôn.
đen xanh với lại là trắng. Giá 145.000, đẹp quá trời. Mấy chế cái áo này ở ngoài shop chưa có đâu. Đen trắng chứ Nguyễn Bò. Chưa có. Mà mọi người mua ở ngoài shop cũng không có giá này luôn. Chứ Nguyễn Bò còn đen hết trắng thì chế đã mời giúp em ạ. À. Rồi em còn đen còn xanh nè. Chị nào chốt phẩm giùm em còn đen còn xanh. Chứ Nguyễn là có xanh, chứ Ngọc Loan có đen ạ. À. Chứ Nguyễn Bò có hai màu đen trắng luôn. Rồi em đang mang là em còn xanh còn đen áo rất tốt. Giá 145k. Chiếc Ngọc Trang có xanh. Xanh chứ Vy Trần, đây chứ Vy Chính Phạm ạ. À. 65 đẹp, xuất sắc chị. Đây chứ Nhân Lê ạ. Siêu dễ. Hết xanh còn đen. Đen chứ Châu Trần. Còn đen nha, 145.000 còn đen. Chị Mỹ Thanh có trắng với đen chưa? Cái like này bị để chứ Mỹ Thanh có đó chứ. Bị ấy rồi. À đen chứ Diệp Duyên. Đen chứ Ngân Hà. Đen chứ Chi Lê. 145.000 quá đẹp. Ê, có cái mẫu len hay mới về đỉnh lắm luôn mấy chị ơi. Đây chính Thanh Giang Trần. Đây chứ Điệp Chính Phạm. Cái này không thấy có số lượng nha. Đây chứ Mỹ luôn. Ê, cái áo sọc kia còn không? Áo sọc bên đó đó. Áo sọc 135.000, 245 gì đó. Còn không? Ờ, hết hả? Có lấy số lượng lại hay là mẫu? Hay là lẻ? Rồi mai còn đen thôi mọi người ơi. Thế Nguyễn Thị Sáu hay là đen? Để em thôi. Bỏ đen. Nguyễn Thị Sáu bỏ đen. Chứ Nguyễn Ngọc đó. Em hết xanh nha, chế đã mời giúp em ạ. À. Chế hợp thiệp, lên xét thở giúp em. Mấy có xét ri. Chế thở ngăn có hợp giảm cân ạ. À. Dạ vừa, chế thanh gian trần. Chế hợp thiệp, lên xét thở mới có hàng nha chế. Đẹp quá trời luôn, 145.000 thiệt mới chế nhận hàng phê luôn. Áo này thì mặc hoài luôn, năm này qua năm nọ luôn. Năm này qua năm nọ qua tháng nọ luôn. Chế nghiệp tăng lên xét thở giúp em ạ. À. Mặc hoài luôn á mấy chị, không bao giờ hư mà giống như mấy cái loại mà áo thun cotton của Việt Nam đâu nha. Mặc cái này là mặc hoài luôn á. Các chị có mặc năm nay hay là 5 năm sau thì nó vẫn rất là đẹp. Nó không có bị giống như là nó bị xù hay này kia kia nọ đâu. Rồi chế nào chốt bấm giúp em nha. Cho chế nào đó nào. Cho chế nào chế mặt nào. Đen nha, còn mấy cái. Hả? Còn có 5 cái đen à. Nghiệp tăng có đen hết trắng hả? Chị nào chốt đen bấm đen em còn có 5 cái. Còn 5 cái đen cuối cùng, 4 cái đen nữa hết. 4 cái đen cuối cùng nha mọi người. Rồi cái này sao không thấy số lượng nè em. Rồi áo này của em giá là 185.000 đồng. Cái này thì 70 cũng vừa luôn, màu biển nha. Dạ, cái hộp thiệp lên lại xếp lại giúp em. Màu biển nè, màu này màu vàng bơ nè mọi người, vàng dưa cải á, đẹp quá, màu đẹp quá. Đây chứ Hiền Lê ạ. À. Với màu này là màu đen, cái này các chị lên cho em mã số 3. Em này thì 70 hay là 75kg gì mọi người mang thoải mái vô tư cho em nha. Cái này nó siêu giãn luôn, bao nhiêu ký cũng mặc được hết. Đó, em đang mang là màu biển. Đó, em có 4 màu, màu siêu đẹp luôn. Rồi, màu đẹp quá. 185.000 đồng nha mấy chị ơi. Màu biển, màu cái này màu xanh lá mấy chị ơi, xanh lá. Em thấy chứ Ngô Tuyết ạ, 70kg vẫn đẹp nha mọi người, 75kg vẫn đẹp luôn. Siêu co giãn thoải mái, 185.000. Chứ Phương Huyền Kim có đen hết trắng. Màu lá, màu nâu. Cái trước giá 145 chị, hồi nãy là mã 2, bây giồ là mã 3 nha. Áo đầu like hôm nay là trưa, ngày mai chứ lên like chứ sẽ mua được nha. Trưa ngày mai ở đầu like chứ lên chứ mua được. Rồi, màu hồng. Đẹp quá. Rồi bấm màu giùm em nha. Chứ hộp thiệp có đen nha chứ. 185.000. Cái chốt này các chị nhận hàng về là mặc sướng lắm luôn. Nó
thoải mái nè mọi người, mà nó siêu giãn luôn, giải xịn nha mấy chị yêu nha, rất đẹp quá. Chú Nguyễn My cá biển, xin lá chứ Di Nguyệt 52kg là mặt giống như em nè chị. Xin lá chứ Kim Trúc Bùi ạ. Đó. Mã số 3 kèm màu, mã 3 kèm màu giúp em hoặc đó, hoặc là các chị khỏi comment mã 3 thì cứ lên màu đi. Chú Nhi Lê có vàng ạ, ba là chứ, ba sao chứ la diện, chứ Lê lụa có biển, xin lá chứ Nguyễn Ngân. Biển là xanh lá nha mọi người, em đọc lộn. Chứ họ Thái có bò có đen ạ. Đẹp quá, hồng 185 nhỉ. Màu đen, màu này màu dưa cải nè, màu vàng dưa cải. Màu chứ xanh Nguyễn có xanh ạ, chứ Kim Long Nguyễn có xanh. Màu nâu. Áo sát mắt đầu like là ngày mai, trưa ngày mai mọi người lên like mọi người sẽ mua được. Em còn một màu 10 nhưng em không nhận đơn số lượng trước, ngày mai em lên like sau. Nãy em hết rồi, nãy có 85-90 cái hết trơn. Rồi màu nâu giùm em. Mấy chém mà mập mập nhớ mua áo này cho em. Chị nào 60-70kg đừng bỏ qua mã này nhé. 50kg mặc giống như em này cũng mặc được, vẫn mặc vừa. 60-70-75 đẹp cực kỳ. Chị Nguyễn Hoa có xanh này, chị Nguyễn Hoa có vàng, chứ mình thi có xanh để cho mi hoa. Bao nhiêu ký cũng vừa hết chị. Xanh phối hợp với Đinh Ngọc Thi ạ. Đẹp quá, form vừa nha, không phải form dài, không phải form ngắn, không phải form dài, form vừa mặc. Đó, 70kg các chị chốt liền cho em đi, đừng có bỏ qua nha. 185.000. Hết xanh lá chưa? Rồi hết xanh lá mọi người. Em Mai đang còn nâu, đứng xem hả? Ok chết. Chứ Đinh Ngọc Thi có hết xanh ạ. Chứ là Thủy Thanh có đen. Em phát xanh lá đâu nào giúp em, chứ Dung Trần có biển á. Con bình thường chứ Hồng Trần. Nào chứ Thủy Linh ạ. Đó, chế nào mà mập mập mặt cái này là siêu sướng luôn nè. Giá là 185 chứ chăn vừa luôn á. Trời ơi, ngày mai chị lên đây nhóc áo chị vừa luôn. Chị chuyển thẳng thôi nào với Hồng. Tự chọn màu đi chớ. Trời ơi đẹp quá trời luôn. Chứ Nhung gọi em có xanh lá đỡ này giúp em, chứ liệu mai có hồng ạ. Giá 185 nha chế. Nào chứ Nguyễn Hồng. Nâu hồng đen. Nào chứ Đinh Ngọc Thi. Càng mập mặt càng đẹp. Áo này càng mập mặt càng đẹp. Xanh biển. Xanh dưa cải. Ờ là vàng á, xanh dưa cải là vàng. Chứ Kim Long Nguyễn có nha chế. Xanh dưa cải là màu vàng. Chứ Hiếu Nguyễn có đen. Nào với hồng chứ Xuân Mùa. Đẹp quá, xuất sắc luôn á, xanh bơ là vàng đó. Nào chứ Di Lê. Bao nhiêu ký cũng mặc được nha mọi người. Màu vàng chứ Thanh Nguyên, đê chứ Diễm Phương Trần Thị ạ. Chứ Huỳnh Thi có hồng. Chứ Huỳnh Anh. Chứ Huỳnh Thi có nâu, chứ Huỳnh Anh có hồng ạ. Chứ Mỹ Sư Huỳnh có đen có nâu. Rồi em đang mang là vàng. Chứ em Nguyên có nhiều. Vàng dưa cải. Lên em vàng. Đen. Nâu hồng. Còn đen còn trắng. Chứ Trắng thì Trang có đen có trắng hả? Em có trắng có đen. Hết nâu hả? Kêu là đen à, kêu là vàng đó. Kêu là vàng à. Rồi em còn đen còn vàng. Chứ Ngàn Ngô có tờ vàng hết nâu ạ. Sếp này cô chị nào cũng đẹp gái. Chứ Ngọc Thảo có đen, chứ Hiền Lê có vàng. Bỏ Nguyễn Khánh Vân màu đen ra. Nguyễn Khánh Vân chưa hả? Rồi lấy vàng đi. Đen chứ Sương Sương Nguyễn hả? Chứ chưa nghe có đen có hồng. 185.000 rồi mấy chị ơi. Chất đẹp quá trời. Chứ Hậu Hoa có vàng, chứ Phạm Tinh có vàng ạ. Chứ Nguyên Nguyên có vàng. Càng mập mặt càng đẹp nha mấy chị ơi. Ngã này càng mập mặt càng đẹp. Chứ Nguyễn Thị Thu Nga đổi nào giúp em ạ. Mặc vô cái nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó mát lắm mấy chứ. Và chứ chưa thập, chứ Sương Bồ có nha chứ. Hết đen. Chứ Chẳng Thường có hồng ạ. Rồi còn vàng với còn hồng. Hết vàng. Em còn hồng thôi mọi người ơi. Chứ Chẳng Thường có hồng. Còn hồng thôi. Chứ Chú Tiên có hồng hết đen ạ. Chứ Chưa Bỏ Ngọc. Này hết thì chế đỡ màu ạ. Ít hả? Lần này còn mấy cái. Tập hồng.
Hoặc chứ Nguyễn Bình Ngân ạ. Mã này lên cho em mã là mã sọc nha. Sọc hồng. Sọc hồng, sọc hồng. Bao nhiêu tiền chứ quên. 135. Thế lệ thuế có hồng ạ. Lên em mã sọc hồng 135. Hồng đang mang là giá là 185. Này size nhỏ 60 độ xuống nha. Áo crop top nha mọi người. Crop top siêu co giãn nha. Mặc ai mặc được phong crop top mới mua nha. Mặc với quần lưng cao chân váy nha. Áo này phong ngắn nha mọi người. Áo phong ngắn nha. Áo crop top ạ. Sọc hồng giá 135.000. Từ 30kg đến 60kg là ok rồi. Nhưng mà 60kg là các chị mặc phong ngắn cho em nha. Đó, mặc phong ngắn mới được nghe. Trời ơi mấy chế ơi, chứ không có áo dài đâu nha. Áo này phong ngắn, phong crop top. Sọc hồng, sọc vàng 135k. Sọc hồng chứ Linh Ngọc Thì. Sọc hồng và sọc vàng 135.000, sọc hồng, sọc vàng. Đẹp quá. Có 135.000. Áo này qua em về 150 cái mấy chị. Giờ nó còn có 5-10 cái nữa hết. 135k. Sọc hồng, sọc vàng giùm em chốt. Chứ Linh Ngọc Thì có sọc vàng ạ. Sọc, đây rồi, mọi người nhận hàng là mê luôn. Sọc hồng, sọc vàng. Tiền. Áo đen này giá mấy quên nè? 145. Áo đen 145 mọi người, lên đen 145. Em còn 4 cái hay 3 cái? Hai cái nữa là hết. Học chứ họ Thiên Thúy. Áo này là đen. Đen 145 nha. Em còn được 2 cái thôi. Chị nào chốt bấm em đen 145. Bạn chứ Lê Nguyên ạ. Áo đó 90 cái mà hết trơn. Rồi sọc hồng sọc vàng 135.000 nha. 135.000. Sọc học chứ họ Thiên Thúy ạ. Đem 145 cái lê học. Xét với đồ thiết kế mọi người. Đợi em một tí xíu em lên nha. Này dễ mà em giữ dặn. Này chút lên số thoại giúp em. Sọc học chứ Tangasi. Này giờ chị biết không? Đang mùa mưa. Học chứ Nguyễn Hoàng này xuống. Ngực này chứ ơi nó giãn thoải mái chứ. Hồng vàng chứ Phạm Hồ. Ngực không giới hạn. Sọc hồng sọc vàng 135. Em hết vàng. Rồi em còn hồng. Hồng với lá, lá có mấy cái? Lá một. Lá có 1 cái à. Chứ nào chút lá, bấm lá cho em nha. Một cái lá duy nhất. Ê chùa, chùa, chắc chùa lá. Nay mới mua đôi guốc màu xanh lá. Rồi chứ nào chút lá, bấm lá cho mày có 1 cái. 135.000. Chứ Ngọc Yến có áo đen 145 ạ. Rồi mã này lên cho em, mã là mã số 5. Mã số 5 nha mọi người, có mấy cái thôi. Sọc hợp chứ họ Hoa, hợp chứ Thiến Ngô. 135 mã 5. Áo phong rất tốt nha mọi người. Chứ mang chút cả ngày giúp em ạ. Mã 5 135k, mã số 5. Lá chứ Ngọc Lan. Phong rất tốt, từ 30kg độ lên là được nha. Ví dụ các chị có con có cháu gì mà tầm khoảng 30kg độ lên là mình mua liền. 30 độ lên là ok rồi đó. Rồi chốt đơn liền giùm em. Lá có 1 cái. Rồi mã số 5 đẹp quá, màu đẹp quá. Em là hôm qua em lấy sọc vàng ạ. Màu này em lấy một cái rồi. Em hết cả lá luôn ạ. Chứ Bích Ngọc có số 5. Em đang mang là số 5 nha mọi người. Có riêng nha chứ Hồ Vân. Có. Mã 5 chứ Ngọc Lan. Học chứ Thúy Đen ạ. Số 5 chứ Phạm Hồn. Mã 5, mã 5, năm chứ Thúy Đa. 5 năm. 5 chứ Yến Dừa. Em áo siêu phẩm mà không thể bỏ qua với cái thời tiết này đây mọi người. Năm chứ Ý Phan. Cái thời tiết mưa mưa này là cái áo này là quan trọng trong tủ đồ nè mọi người. 5 chứ Huỳnh Nguyễn. Đó. 5 chứ Hiện Lê ạ. Siêu đẹp luôn á. Áo Mai đang cầm chị xem lại hả? 5 chứ Hạnh Mino. À áo Mai đang cầm là áo Mai đang mặc nè đúng không? Đẹp quá. Áo này em bao cho mọi người đến 65kg luôn á. Nó siêu giãn mấy chị ơi. Nó siêu siêu giãn luôn. 65kg đẹp dùm em. Trời ơi cảm ơn em. Cái áo này từ các chị, các mẹ, các cô, các dì là mặc được hết. Các em mặc được hết luôn. Giãn thoải mái luôn mọi người nè. Cái áo này trời. Trời ơi trời, nó xuất sắc luôn á mấy chị. Đỉnh của chóp. Rồi một màu có 10 thôi đúng không? Này màu 10 đúng không? Không lẽ... À đây. Ít vậy hả? Đẹp giả man luôn. Này hàng xịn nha.
195.000 đồng. Đó. Rồi lên giùm em mã số 6 kèm màu. Em đang mang là màu màu này, lên cho em màu nâu nha mọi người. Nâu này rất là tây luôn, 195k. Màu nâu, màu đỏ. Áo này mặc cực kỳ đẹp, phối đồ cực kỳ đẹp nha mọi người. Em đang mang lên nâu 195.000 áo nâu. Tôi đang ăn có vàng bò. Bò cho Nguyễn Thủy. Đen, đỏ đô, xanh dương, màu vàng, màu vàng bơ. Áo này đẹp quá. Để tối nay chú có sọc vàng nha chế. Áo này ngày mai em về thêm nha mọi người. Thế là hoàng có nâu ạ. Đẹp quá trời. Thế ngọc hoa có vàng. Vàng chú chẳng hơn. Nâu chế ngọc lan ạ. Tại chế Thái Châu. Nâu chế Thái Nguyên. Chú Nguyễn Thị có bờ. Vàng chú Trần Huyền Trâm. Sao đó? Chú Hương Sen có nâu ạ. Rồi chú Huyền Nguyên. Chú Thanh Ngọc có nâu. Chú đang ăn cỏ rồi nha chế. Chú Tây Mì Phán có nâu. Tỏi chú Xuân Mùa. Đây chú Nguyễn Thi ạ. Đẹp quá, chốt theo số lượng đó thôi. Chú Đăng Hạnh có nâu, chú Lý Hạnh có đỏ. Đây chú Hậu Hoa. Đây chú Nguyễn Ngọc. Màu nâu, màu vàng. Vàng bơ nè mấy chị. Đây 65 đổ xuống đẹp, 195.000. Sao đây chú Thắng Trần. Vàng bơ. Chú Thanh Thảo có vàng bơ. Đẹp quá. Nào chú Thị Dương. Ở đây chú Ben Lê Hoàng. Ở đây mặt chú 195 nha chứ. 65 đổ xuống rất là đẹp nha. Đã này mấy chú mua liền đi. Trời ơi hiếm nè. Màu xám nè. Rất cực đẹp luôn. Mặt không xù, không nóng, không ngứa, không dặn. Đó. Này, siêu co giãn luôn. Đây cho chế coi một cái riêng tay dài. Ở trên đó có mã riêng tay dài luôn. Rồi màu xám. Chú Tiết Nga có vàng ạ. À. Hết màu nâu rồi mới chế đổi màu. Vàng chế Bảo Sơn. Vàng, đỏ. Xám, đỏ, đen. Hết đỏ. Rồi em còn màu đen. Vàng chế Lan Lê ạ. À. Ở đó hết hả? À. Vậy là dưới này. Rồi màu xanh nè mọi người. Chú Xuân Trang Lê có đen ạ. Chú Liên Ngạc có đen. Hết vàng. Rồi em có xanh dương, xám và đen. Ship 30 chị yêu ơi. Bao nhiêu sản phẩm ship cũng 30. Thôi tí nó đem đây. Rồi em đang mang có màu đen, màu xám với màu xanh. Chị Lê có nha chứ. Đây chứ cho Nguyễn. Áo này nói thiệt cũng mọi người, cho 70kg cũng trồng vô được. Mà chốt cho tới 65 trừ hao cái độ đẹp. Trừ hao cái độ đẹp á, mặc vô là đẹp liền luôn. 65. Tả siêu dạng nguyên chỏ. 195.000 đồng. Bao chốt cho mấy chị luôn. Nhận hàng mặc cái áo lên là thấy là đỉnh liền, nó đẹp liền. Đang mùa mưa mọi người mang cái này, trời ơi nó sướng. Sáng chú Yên Ly ạ. Xám đen với lại là xanh giúp em nha. Ba mã, xám đen xanh. 195.000 đồng xám đen xanh. Mã xám, mã đen, mã xanh. Đẹp quá trời. Xanh. 70kg không được nha chế, em chốt đến 65. Sao chú Diệu Khanh ạ. 70 hả? Không khi nào mua được hả? Có, áo size lớn. Đâu ta? Chú Mì Võ có xám ạ. Chế ơi, áo 70 bây giờ chú mua áo hồng cao cấp được không? Rút cho chế cái đen cái chân. Chú Nguyễn Thị Thu Nga có xanh dương ạ.
chứ đang thấy nhạt nhạt quá sáng. Chứ ăn thịt có sáng lắp bơ nha chứ. Sáng cho bỏ lên. Đẹp quá trời, xanh. Xanh đen xám, còn mấy? Xám cho hoàng khuyết. Xám còn mấy, để biết đừng cho bận. Cái thạch trần có xanh, cái bụng dưới có xanh à. In vẫn bình thường mà đúng không? Cái hoàng thị có xám. Cái thạch phu, thu cú có xanh có đen à. Cái trang thị có xanh. 100, 200. Thưa thạch trần có nha chứ. 300. Thưa thạch kiều có xanh. 300, đúng không? Thưa ngọc ý có xám. Thưa thạch hẹp có. Ừ, đã ba rồi đúng không? Rồi xanh. Đây chứ Lê Thị Kim Hoa sắm cái tiệm giày phát tài à. Sắm hết chưa? Rồi chắc phải bỏ cái line này lên lại line mới. Sao line mới đổ xuống vừa nha mấy chị. Chị Vinh Nguyễn hết vàng bơ đã mài giúp em à. Em còn sáng. Cái hàng cao có đen à. Bên nào? Sáng làm gì được line mai sớm? À, là một lần phải không? Cái hàng thủy có xanh. Trưa nay hai lần rồi. Rồi tắt đi lên lại một line. Đúng không? Giờ là like thứ 3 của Mai Shop. Hết màu gì? Hết màu đen. Hết đen mọi người ơi. Em còn xám với lại là còn xanh. Còn xám với lại là còn xanh nha mọi người. Mai còn xám và còn xanh nha mấy chị. Chứ hình kia mình có xanh à. Mọi người có muốn đổi vô một xíu không? Cái đậu nguyên. Dạ. Hết tiền đã rồi giúp em ạ. Xanh còn có một cái nữa mấy chị. Ok chứ Nguyễn Lan, à, Nguyễn Linh cảm ơn chế. Xám chứ đẹp thù ạ. Rồi còn xám nó còn xanh nha mấy chị yêu ơi. Xám và xanh giúp em. Chứ đẹp thù lên ngủ xanh thoại tương xối nha chế. Xám chứ ngập hiểu. Còn một cái xanh nè, trời ơi đẹp nè mấy chị ơi. Cái hộp kia bạch có xám nha chứ. 195.000 đồng còn một cái xanh. Xanh còn một áo mã xanh. Một xanh với lại là một xám. Đẹp. Cái này thường có xám. Cái bộ này đẹp quá, ren 63. Cho lấy không có xanh ạ. Hết xanh chưa? Xám. Hết xanh, hết xám luôn mọi người. Rồi em Mai đang mang là trời ơi, nó xuất sắc chưa? Bộ lá nè mọi người nè. 55 đến 63 tí đẹp. 55 độ lên nha, 63 độ lại là đẹp. Áo 70 đợi em một chút nha. Khi bé đẹp lên lại sáng tỏa giúp em sai số nha. 55 độ lên, em đang mang hơi rộng. 54 cũng được, 53 ký độ lên được rồi. 53 đến 63 vừa giùm em nha. Ren xanh lá lên em ạ, ren xanh. Ren xanh đi mấy chế ơi, 250. Chốt mọi người giá 245. Sang quá. 245 ngàn đồng. Lá chứ Phượng Nguyễn ạ. Lá là gì? Là ren xanh đúng không? À. Ren xanh giá 245k nha. Thế nào chốt ẩn mình nè. Đẹp quá. Áo 70. Chứ chẳng lúc tiên có gan xanh ạ. Áo này là 70kg là mặt đẹp dữ dằn luôn nè chứ yêu nè. Em cầm lên thì em ướt vô thì nó hơi bự. Chứ 70kg là mang cái áo nó là xuất sắc. Giải đẹp dữ lắm. 201, 215 gì. Rồi riêng xanh giá 245. Riêng xanh chứ Nguyên Thảo hả? Đùi dây hả chứ? Có đùi dây Latin.
màu ren xanh với màu ren hồng, 245k. Áo ren 220 là mẫu nào mấy đó? Chế họ áo ren 220 không nhớ, em đâu có biết mã đâu. Rồi màu ren xanh với màu hồng. Đẹp quá. 53 đến 63 kg, chị nào gọn là 65 vô luôn. Chứ tao mỗi có cà phê dân dịch ạ. Ren xanh ren hồng nha mấy chú yêu nha. Đẹp mê ly luôn. Mê ly mê ly. Ken ngọt chứ bỏ hồng. Đẹp. Tay của nó nè. Trời ơi. Học cho Nguyễn Chư. Ren xanh ren hồng 245 nghìn. Chứ Nguyễn Huệ có xanh có hồng ạ. Bình thường là 250 mấy chị. Hàng hôm qua mấy bạn gọi chưa xong, ngày mai mấy bạn gọi tiếp nha chế. Chế Kim Yến có hồng. Có 5 hồng thôi. Có hồng chưa? Chẳng lúc kia có hồng nó đẹp hết hả? 50kg mặc y như em luôn, khác gì. Rồi màu đỏ 5363 là đẹp nhất. Màu xanh, màu đỏ. Màu đỏ đẹp lắm nha mấy chị ơi. Màu đỏ thật thật là. Màu xanh, màu hồng. À hết hồng rồi, em còn màu đỏ, màu đen. Em còn xanh, đỏ, đen. 245.000 đồng. Chất này nó mềm. Mềm dữ lắm luôn mấy chị ơi. Mềm xèo luôn. Màu đen là mấy chị yêu nè. Đen, đen, đen. Giải nó mềm, mặt nó sướng. Nó không có bị cứng. Có nhiều cái ren mà nó bị cứng. Trời chứ chẳng lúc kia ạ. Em hết gan hợp với chế Ngọc Hiếu đã mời giúp em. Rồi màu đỏ, màu đen, màu xanh giùm em. Đỏ, đen, xanh. Sao chế Hiếu Huỳnh 245k đỏ chứ chẳng lúc kia có đen ạ. Sao chế Nguyễn Linh. Đen chế Hoàng Khiết, đen chế Thị Kiều Chương ạ. Sao chế Lan. Chứ Lê Thị có ghen đen. 65kg mà gọn là được. Không gọn thì 63 thôi. Chiều cao có 65 được. Đó, màu đỏ, màu đen, màu xanh. 5 xanh 10. Rồi đen với đỏ với xanh nha mọi người. Chứ Nga Phương có đen xanh ạ. Chứ Bảo Phụng có đỏ. Tên hết chưa? Còn một bộ xanh. Chứ đây cặp có đen. Đen 5. Hết. Chứ Trương Nguyễn là số gọi giúp em. Sao chứ Nguyễn Thị Kim Hà. Hết xanh, hết đen. Còn đỏ. Em đặt lại mã ghen đen cho chế Ngọc Hiếu, Thi Kiều Chuông, Lê Thị Hoàng Khiết, Trần Lúc Ti có ghen đen nha chế. Hàng hôm qua mấy bạn gọi chưa xong á mấy chế ơi. Rồi em còn màu đỏ với lại là màu xanh đen. Đỏ với lại xanh đen nha mọi người. 53-63kg là đẹp nha. 245k thôi. Đẹp quá trời luôn. Rồi xanh đen giúp em 245.000. Em tuyển hàng về cho mọi người là phải gọi là đỉnh mấy chị. Tuyển hàng xịn sò về cho mấy chị. Không có bán đại trà, mẫu nào cũng bán. Đẹp quá. Trời ơi, sắc chưa. Rồi cái nào chốt xanh đen bấm mấy mai xanh đen nhé. 245.000 đồng xanh đen với màu đỏ. Đỏ còn 2 bộ em 1 bộ. Đỏ còn 2 bộ nữa. Đó, em còn đỏ với lại là xanh đen. Đẹp quá. Xanh đen cho Duy Nguyễn. Xanh đen cho Phụ Nguyễn. Trời ơi, tới mức độ đó đó. Rồi xanh đen với lại là đỏ. Xanh đen chứ bên Thu Nguyễn. Chế Huỳnh Liên với chế Kim Yến không được hả? Bên Mai Sớp á. Có 5 thôi. 63m55 mới vừa chị. Rồi em còn đỏ. Huỳnh Liên với Kim Yến comment lâu rồi đó. Đọc đi. Chế Huỳnh Liên có xanh đen. Xanh đen chứ Di Nguyễn, Kim Yến, chế Phụ Nguyễn, chế Cúc Chi có xanh đen, nó làm hết xanh đen rồi. Rồi là chị nào không đọc tên là hết rồi đó. Rồi em còn màu đỏ 2 bộ nữa là hết luôn. Mã đẹp quá.
Còn hai chứ Hồng Diễm Bùi Thị. À, cái mã ren đó Minh Anh. Ờ à, đó rồi Minh Anh. Nghe đã chứ Hồi Diệu. Cái nhà Khánh đó xanh đen đã vào với Ben đi chứ. Beo nâu bi sọc thì cái này là bi à? Cái đó là sọc trắng rồi xanh đen đâu? Này là gì trắng? Này là trắng. Đẹp quá lâu dữ em mới về với cái set này nha, nhưng mà hôm nay đẹp. 60kg đổ xuống là vừa giùm em. Mai gọi đồ, giao đồ cho chị khỏi gọi. 58kg đổ xuống đẹp, chị nào gọn 60 vừa. 58 đổ xuống ok nha. Gọn 60kg là đẹp, mã số 1. Em đang mang là mã số 1, giá là 250. Số 1 giá 250, chị nào chốt bấm nhanh. Số 1 giúp em 250.000 đồng mã số 1. Mã 1 250 mã 1. Đẹp quá. Mã 1 giá 250.000. Beo. Trời ơi đẹp chưa? Beo. 250 mã beo, chị nào chốt bấm cho em beo 250k. Lên em mã beo. Nhanh lên, em còn lên cho mọi người một cái mã áo siêu siêu phẩm. Rồi mã 1 với mã beo đi. 250, 58 60kg đổ xuống là đẹp. Mã số 1 250k. Này thiết kế lâu lắm rồi mới về mọi người. Lâu lắm rồi mới về mấy cái set kiểu này á. Đẹp lắm. Chị cho Nguyễn có một ạ. À. Mã này hôm nay xuất sắc. Chị sẽ gọi giúp em nha chứ. Chị cho Nguyễn bấm lại số em. Ờ ok chứ kỷ niệm ạ. À. Rồi mã số 2 nha mọi người. Mã beo. Chị Lê Thị Phương lên xác gọi giúp em. Chị Phạm Thư Thảo có một. Cái áo bo ở ngoài sâu rồi nè. Mặc thì nó ốm lắm mấy chị ơi. Mã 1 và mã beo. Một beo. Còn chung váy 2 tầng không hả? Còn chung váy mà không biết là mấy tầng còn. Tí xíu em lên. Giờ lên cho mấy chéo một cái mã áo này. Chứ cho Nguyên có mã 1 ạ. Nó đỉnh, cực kỳ đỉnh luôn. Được có 100 cái à. Trời ơi áo này đẹp lắm. Hồi chưa em tính đăng hình mà em quên chưa đăng. Mã này. Đây thì Phương có 1. Áo này hôm nay mày chế nào mà bỏ đây, qua chế Nguyễn Thị Hồng Cúc ạ. Ở ngoài mà mấy chị dễ gì kiếm được cái hàng này. Chứ ba tủ có 1. Trời ơi nó xinh. Nó xinh, nó xịn. Đây chứ Trương Yến Phân. Áo này nha mọi người, chuẩn bị lên đủ màn. Đây chứ Ngọc Duyên ạ. Bi chứ đi coi nha. Hàng Quảng Châu á. Bi có bi luôn. Chưa lên bi mà mấy chị đã thấy rồi á. Chứ Phân Thảo có mã 1. Em hết mã 1. Rồi em còn beo còn bi nè. Còn beo còn bi. Em mặc cái 250 nha chứ. Em đang mang lại beo nha. Chị là chút beo ấm beo. Beo với Hồng Diễm Bùi Thị. Một áo một quần nha mọi người. Chứ họ thử thật tiền em hết ạ. 250 một bộ. Bộ bi. Beo bi với lại là nâu. Nâu đẹp quá. Màu nâu. Mấy cái áo em ạ. Mặc nè nó ốm lắm luôn á. Mặc cho nó gọn băng luôn. Đây chứ kem lại. Mặc vô là xuất sắc luôn á. Beo bi với nâu giùm em 250 nha. Bi chứ hàng khiết ạ. 250 nguyên set. Cả áo cả quần luôn mấy chị ơi. Cả áo cả quần giá 250. Bi chứ Nguyễn Thị Hồng Cúc. Đẹp quá. Beo bi với lại là nâu. Màu này là màu nâu. No. Bi chứ Lina. Bi Lina có nãy mà. Lina nãy có bi rồi. Rồi chị nào chốt nâu bấm nâu cho em luôn màu nâu. Xuất sắc. Trời ơi đẹp quá. 250.000 đồng một áo với lại là một cái quần nhồi mà. Nâu chứ nha Nguyễn hả? Không quần đẹp. Bi beo nâu. Cái đó mày lên màu gì á? Đẹp quá trời ơi, phải lên cái mã này được. Siêu đẹp luôn, cái mã này xuất sắc luôn. Mã tâm đắc của em ngày hôm nay. Mã này gọi là mã tâm đắc của em.
trong hôm nay đẹp lắm. Đây chứ hiệp mi ạ. Rồi bi beo với lại là nâu giúp em nha. 58 60 kg đổ xuống là vừa chị. 58 gọn là 60 luôn, coi giãn thoải mái luôn. Bi beo với nâu. 60 chế nào gọn là ok. Chứ tiền có bi. Thoải mái lắm. Nâu đi mới chết đẹp. Ở riêng làm áo khoác hết rồi chị ơi. Hết hàng rồi. Rồi chế nào chút bấm giùm em nha. Em lên cho mấy chế cái áo siêu phẩm luôn. Áo này hôm nay không mua là tiếc lắm luôn. Cực kỳ tiếc luôn nè. Rồi. Rồi mấy chế ơi nó đẹp nè, để em đi mặc cái quần dài. Rồi cái nào? Mặc cái quần dài cho nó đẹp. Cái đẹp phương thêm nâu ạ. Trời nó đẹp quá. Mê mê mê. Thế hỏi Thủy Thanh Tuyền copy nha chế. Ờ, cái áo đẹp thiệt sự luôn, là sáng giờ là tâm đắc nhất cái mẫu này. Người nè, tay thoải mái nha, đừng có sợ bắp tay nha mọi người nha. Đây bắp tay siêu to khổng lồ cũng vừa nữa. Trời áo đẹp quá. Em lên màu cho mấy chế. Giá đâu rồi cho chế coi ơi. Đẹp quá. Trời ơi chả nào. 200 ngàn một áo mấy chị ơi. Đẹp mê ly luôn. Chất thì phải gọi là đỉnh của chóp luôn á. 65 kg các chị mang ok vừa giùm em hết trơn luôn. Đây. Đó. 65 đổ xuống là đẹp giúp em áo nha. 65 66 kg được hết mọi người nha. 65 kg đi, chốt 65 kg đổ xuống giá là 200. Em đang mang là áo vàng. 200.000 đồng mã vàng giúp em. Vàng 200. Màu này là màu hả? Màu trà, không phải xám. Đây, đây màu. Rồi màu xám. 40 kg đổ lên đến 65 kg là vừa chết. 200.000. Đẹp trời đất ơi luôn. Bấm màu nha. Chị Lê Phương có bàn, bàn chú Nguyễn Phan. Chú Nguyễn Thảo có bàn. Hồng. Chị Lê chốt màu nào lên màu để giúp em chị. Trời thấy cưng quá trời luôn á chị. Màu hồng. Đen trắng. Chú Nhã Khánh có bàn. Mẫu này mọi người mua ngoài không có đâu mấy chế ơi. Mua ngoài là đảm bảo không có luôn. Xuất sắc. Rồi màu đen nha. Trắng xanh. Hàng Quảng Châu á. Trong shop bán 350 một cái á trời. Ở trong shop vô trong shop là 350.000 đó mấy chị yêu ơi. 200.000 đồng giúp em màu trắng, màu đen, màu vàng, màu hồng. Không in được. Mấy chế cứ comment một lần thôi nha. Khoan nha em chưa đọc tên đâu. Đợi em một xíu. Màu xanh biển luôn. Đẹp quá. Quần đang mặc 450 chị. Quần dài. Quần ống hôm. Quần riêng. Chưa em chưa lên lam chị. Không in được hai mấy luôn á. Căng nhờ. Không in được thì giấy đâu. Lấy ra. Ghi lẹ. Trời ơi. Comment đi mọi người, giãn thoải mái chị ơi. Siêu giãn. Nó siêu giãn luôn. Bạn đứng không in được rồi các chị ơi. Đợi một xíu nha. Ủa sao không đọc? Đọc cho khí thế tí coi.
nó cho nó ghi tai đó các chị ơi. Em thấy chứ Nguyễn Kế, Nguyễn gì Nguyễn Kết, em thấy chứ nè. Mọi người ơi, em đang ghi tai, mọi người đợi em một xíu nha mọi người. Cố gắng đợi em một tí xem máy nó trục chặt cái gì mà nó không in được. Đó, máy chế lên lấy màu gì cứ bấm màu lên cho em nha. Màu xanh nè, màu trắng nè. Mình có phân màu ra ghi chưa? À, màu đen nè, màu hồng nè. 200 ngàn một áo. Trời ơi, mấy chế mà nhận hàng là mấy chế ơi, cái áo này các chị mặc hoài luôn. Có nghĩa là các chị mùa đông mặc được nè, mùa hè mặc được nè, các chị đi Đà Lạt mặc được nè, các chị đi đâu cũng được luôn. Chứ gì nè, có bạn không? Trời ơi, gì kỳ cục vậy. Đó, dạ còn đúng mà. Chứ Đình Thạch có vàng, chứ Tích Trần có vàng không? Màu hồng. Đẹp quá. Chứ Nguyễn Hạnh có đẹp. Xuống là bao đẹp hết. 200 nghìn. Chứ Nguyễn Hà có vàng không? Nguyễn Hà hoài luôn. Bạn sao rồi? Tôi bót hoài luôn, cái thằng tôi bót này nó ngộ ghê luôn. Chứ bạn cá có vàng. Chứ Nhã Khánh có xanh. Sao chứ Nguyễn Hằng? Mấy bạn làm xong chưa? Mấy bạn mới vậy chưa? Chứ Hà Thị Bé có bạn ạ. Hả? Chứ Nhã Khánh có bạn. Rồi có nói với mấy bạn không? Có kêu mấy bạn về không hay là không kêu luôn? Kêu về nó không về. Là có kêu đúng không? Chứ Nguyễn Kết có bạn có đen không? Một size, một co giãn 4 chiều nha chị. Chứ Lạc Lan Tím có vàng ạ. Chứ Lạc Kim Bạch có hồng. Comment một lần thôi mấy chế ơi, từ từ em đọc tên. Bạn đứng tức quá trời, khách comment như mưa. Chứ Lê Thu có trắng có xanh ạ. Chứ Hình Thẳng có vàng. Đứng nữa hả? Là do cái gì? Do tên bot hả? Chứ Nhã Khánh thấy lại số thoại với em đi chứ. Làm sao bây giờ mọi người, nó in như thế này thì làm sao mà bán được? Chứ Nghiệp Tăng có hồng có đen ạ. Ngon quá. Tiệm trà nhà gấu. Giờ này like ngon nè. Hôm qua trễ quá buồn ngủ mà đồ thì đẹp không dám ngủ luôn. Trời ơi em không muốn like trễ đâu. Em đi lựa hàng cho mọi người á, đi từ trưa. Đó em live xong cửa trưa một tiếng đó là em đi đến chiều tối, ngày nào em cũng đi như vậy đó để kiếm hàng đẹp vậy cho mọi người. Có nghĩa là đi lựa từng cái một. Từng cái một á mọi người. Cái chất vải nè, em còn phải test chất vải trước khi mà mang về để cho mấy chế nữa. Cái đàn hạt có vàng ạ. Mà các chị không biết đâu, Sài Gòn đặt xe về không có. Có bữa em không đặt được xe. Em phải dầm mưa đi xe máy. Dầm mưa về luôn á. Hồng. Đen, hết xanh hả? Trắng, đen, hồng, xanh, màu nè mọi người ơi. Ê, tao thấy nó giống hệt nhau rồi mày. Rồi màu này màu xám nha mọi người. Em đọc mã xanh cho chế Huỳnh Huyền, Đặng Thu, Lan Huỳnh, Trần Châu, Huỳnh Nhi, Nguyễn Hoa, Nguyễn Huỳnh, Lan Anh, Như, Lê, Kim Yến. Có xanh biển là em hết xanh biển hả? Hết biển nè. Đó. Đổi màu đi mấy chị ơi. Đây với Nguyễn Thắm. Nó freestyle và nó cực kỳ dễ mặc luôn. Quan trọng là cái mã này nó cực kỳ đẹp. 65 độ xuống rồi đẹp. Dùm em màu xám. Ê, nè, tắt quạt cho chế Huỳnh nha. Xanh biển chứ Hồ Thái. Em đang mang là màu xám nha mọi người ơi. Màu xám. Màu xám nè, màu đen nè,
Màu trắng nè, màu vàng còn không? Còn chứ. Còn vàng, trời ơi màu vàng mà mới chết. Bỏ qua màu vàng. Đây có sao. Rồi màu vàng đẹp nhất á mọi người. Vàng hồng kìa, hồng cũng đỉnh nữa. Đưa hồng lên đây. Trời ơi mọi người ơi, màu vàng với màu hồng mà mấy chiếc bỏ qua thì mấy chiếc chốt cái gì đây? Hai màu đỉnh của chốt. Ngồi em ngồi, mấy chị ngồi giải cho cái mảng chốt được hàng em lên nhanh cho mấy chết. Không em cứ phải ngồi hoài đây. Đó, cỏ đen chị ơi, cỏ đen. Màu đây. Màu vàng, màu trắng, màu hồng, màu đen, màu xám đang mang. Giá là 200k. Cô Nhã Khánh lại số thoại sao số nha chế. 200k. Gì vậy chè. Buồn quá, mọi người đừng thoát ra nha, đợi em một tí. Nhưng mà có thoát ra hồi nhớ vô lại. Mày nó bị đứng, buồn quá. Chứ vậy tăng có sáng ạ. Hai máy mà ngồi chơi luôn rồi. Ôi trời buồn. Trưa ngày mai mai live trưa nha. Mấy chế ơi, trưa ngày mai mai live trưa nha. Mai live lúc 12 giờ rưỡi. Chế ngàn ngộ. Có vàng hết xanh. Chế ngàn ngộ có vàng hết xanh. Rồi giờ ghi dậy xong cái ngồi in bụng. Đau lòng. Đẹp xuất sắc. Không có đọc được chị ơi, máy nó đứng không có in được. Cái hệ thống nó lỗi á. Không in được. Em không in được thì cũng không ai in được. Ai bán hàng livestream cũng không in được. Nó vậy đó. Nó đi nguyên hệ thống đó mấy chị. Rồi màu đen nè. Đợi mai lên đồ đẹp. Dạ chế, đợi mai xíu đây. Nó tay nó thoải mái lắm luôn á mọi người. Tại vì len đó mọi người thì bao nhiêu ký nó cũng ôm vô người vậy đó. Nè, quan trọng là cái nó có cái độ giãn cực kỳ đẹp và nó rất là thoải mái luôn. Cái áo này mọi người mặc sang lịch sự mà đẹp dã man. Chứ thường thường có trắng ạ. Cái form áo nó vừa mọi người, nó vừa mặc đó mọi người. Mình chưa thấy không, bình thường có áo thì nó sẽ ngắn như này đó, cái áo thì nó sẽ dài quá, nhưng cái form này nó rất là đẹp nha. Cái form này nó vừa vặn, nó đẹp ghê luôn á. 200.000 đồng mà mấy chị nhận đi. Chỉ có nhà em bán cho mọi người giá tốt như thế này thôi. Mọi người mua ngoài ít nhất phải 250. Hoặc là có khi chỗ khác like nhưng mà nó cũng sẽ giá cao hơn. Chứ không có bài bán 200.000. Đẹp. Đó, từ từ mấy chị ơi, comment lên là có đơn đó. Nhưng mà từ từ em đọc cho ha. Từ từ em đọc tên cho. Comment một lần thôi, từ từ em đọc. Đó, chị nói chốt đen thì cô bấm đen. Em chốt đến 65kg thì vì nó có giãn nè, thoải mái. 45-65kg cái chị mang ok hết, đẹp hết. 200.000. Đẹp xuất sắc chưa. Đó. Rồi màu trắng nè mọi người nè. Chế nào cũng phải lấy nha. Mã này đừng bỏ qua. Em Mai khuyên thật lòng luôn. Quần đang mặc có màu đen. Chị có 65kg luôn. 65 mặc 32. Còn nếu mà 65 chị thích mặc 33 cũng được. Ôm thì 32, không ôm thì 33. Thoải mái thì 33. Đó mọi người. Trắng, đen, xám, vàng, hồng. Đỉnh của chốt chưa. Mọi người ơi, comment lần thôi, từ từ em Mai đọc tên nha. Đó. Có chế nào muốn hỏi em gì không? Hỏi đi em trả lời, em có câu, em có chuyện em nói. Chứ bây giờ đứng mấy. Mấy bạn vẫn đang in mà in giống như kiểu bình thường á mọi người. Làm 1 giây thì 1 đến 2 giây là nó sẽ in được một bill. Nhưng mà bây giờ 1 phút và in được có một bill thôi. Nên là nó bị lâu. Nó bị lâu. In gì? In bằng điện thoại à? Cô Thảo Khang có áo trắng không? Tôi đọc được chị một. Có sơ mi. Lấy chị quần 450 giờ không in được quần luôn. Đồ đẹp quá, coi mỗi ngày hết tiền rồi. Chị Mai ơi, cảm ơn chế. Bạn chế Lan. Mai có chồng chưa? Ủa, chế Lan hết vàng hả? Mai chưa có chồng.
chế 53 mà chế mặt ôm thì mặt 28, còn mặt bình thường á là mặt 29 nha chế Ái Nguyên Vương. Chế chú Phương có hồng ạ. À? Chế mới bận mà. Thì mày dành mày in đi, in màu khác đi. Chế Lê hiện lên có hồng. Kẻ luôn anh đi. Chế Ngọc Hiếu có hồng hết xanh ạ. À? Nè Giang nè. Hồng chế Tô Uyên. Đẹp lắm mọi người ơi. 35 độ xinh vậy. Chế Trang Thùy. 65kg đổ xuống là thoải mái vô tư luôn nè mấy chế Hiếu ơi. Trời ơi. Mấy chế Thùy làm số thoại giúp em ạ. À? Mấy chế hỏi em gì cho em nói chuyện nè. Chứ không biết nói gì trơn nè. Buồn quá nè. Dạ câu này được nè. Mua nhà ở trên Sài Gòn luôn hả? Dạ không có, em đi mướn. Tiền đâu mà mua. Chế Nguyễn hả? Có hợp ạ? À? Chị mua đồ nhà may 2 năm nay. Chị mua ai cũng không vừa ý. Cũng không vừa ý chút vải của em đẹp hả? À em cảm ơn chế Trúc Cây. Là mua ai cũng không vừa ý mà mua nhà Mai thì vừa ý. Cảm ơn chế. Cái gì Mai chưa có chồng mà Mai mới có hai đứa con thôi, đúng rồi. Đúng rồi đó, chế Tiến Nguyễn nói đúng rồi đó. Quần 450 là quần ghi nè. Đây. Không phải là em muốn ngồi đây không á mọi người ơi. Đồ em đang bao la bát ngát bạc trời mây đây nè. Nhưng mà máy không in được á mấy chị, hệ thống in cái hệ thống mà nó lưu số điện thoại của mọi người đó, nó không có cho in. Học cái xuyên trần ạ. Em đang mang là vàng nha. Mai đợt này có đầm sơ mi mà size cỡ 58 không? Đợt này chưa. À có đầm sơ mi rồi. Nguyên là hôm nay đấy. Có mã đầm sơ mi 1, 2, 3, 4, 5, 6 nào mà em chưa lên 2 size. Cảm ơn chế Lai Cẩm. 65 độ xuống dừa nha mọi người. Dạ yeah. Em vẫn đang in lên sáng thoại giúp em ạ. Vẫn đang cố gắng in. Chị nào comment rồi là có. Từ từ bên em in ra. Rồi màu trắng nha. Đó 65kg độ xuống là vừa. Em đang mặc quần size 28 nè chứ Ái Nguyên Dương à. Chế 53kg thôi chứ lấy 29 đi. Lấy 29. Rồi chế nào chốt bấm giùm em. Đồ ngủ có 65 thôi không có 70. Rồi màu trắng này, siêu sang. Trời ơi mặc nguyên cây trắng nó đẹp gì đâu á mấy chị. Đợt này em cực kỳ thích mặc nguyên cây trắng luôn. Từ từ em đọc tên nha mấy chế ơi, từ từ em đọc tên. Rồi có xám trắng. Màu xám đây. Xám vàng trắng đen hồng 200.000 đồng. Trời ơi nãy giờ mà mạng mà in xong xuôi á mọi người là em xong luôn luôn rồi đó. Nãy giờ mà mạng xong là em in được luôn. Em in hết cái mã này em qua mã mới luôn rồi đó. Mạng giờ nó không lên được nè. Ok chị Thơ Huỳnh nè. Quần em mặc 450 mấy chị, quần jean hàng cao cấp có trắng nó có đen hai màu. Có trắng có đen hai màu, quần đen đâu mất tiêu rồi không biết nè. Quần em đang mang là quần jean cao cấp. Là hết được rồi phải không? Để biết đường. Quá trời tức. Quần trắng 450 mới chứ. Em đọc mã xám cho chế Lê Văn, Nguyễn Lan, Phương Nguyên Võ, chế Nghiệp Tân, Huỳnh Liên, Phạm Tính, Ngọc Hiếu, Nguyễn Thủy, Phạm Liên, Jenny Nguyễn, Ngân Ngô, Thùy Linh Nguyên, Nguyễn Hằng, Tiết Kiên, Kim Anh, Diễm Lê có xám ạ. Mã đen cho chế Phạm Thu Thảo, Nguyễn Quế, Ngân Ngô, Lê Văn, Kim Loan Nguyên, Thanh Văn, Hương Tính, Bella Hoàng, Diệp Ngọc. Xám. Huỳnh An, Phạm Liên Liên, Phạm Thu Thảo, Nguyễn Thấm, Lê Thị, Nguyễn Hằng, Nguyễn Kết. Chế Nghiệp Tăng có đen ạ. Đó. Còn ba đen ba xám nữa là hết nha mấy chế ơi. Còn ba áo đen với ba áo xám giá là 200. Rồi em còn hai cái đen. Áo giá 200. Em đọc vàng ạ. Nước hoa chị muốn lấy cái gì? Chốt chế quần 28 ngày mai cho Ái Nguyên Dương in cái biểu quần ra đi em ơi. À, Kim Anh bỏ xám lấy hồng lợt kìa. Kim Anh, xám đẹp mà chứ. Lấy qua hồng. Ờ, hồng lợt. Rồi chị nào chốt bấm em màu xám nhé. 200.000 đồng mã xám. Em đọc tiếp mã vàng cho chế Hiền Nguyễn, Nguyễn Thấm, Tây Mi Pháp, Quyên Phan, Lê Thu, Nguyễn Kết, Dương Hà, Bằng Lăng Tím, Tiếp Trần, Bình Thanh, Vàng Cá, Hoàng Thị Bé, Huỳnh Thằng, Nguyễn Chế Lan, Như Loan, Lan Anh có vàng ạ. À?
Rồi màu hồng. Chú tiệm bạc Hoàng Yến có vàng, Ngọc Khanh Hội Thị có vàng, vàng chú Thùy Hương ạ, vàng chú Dung My. Còn chú Hồng Diễm Bùi Thị. Hồng Diễm Bùi Thị có vàng nữa là hết nè. Hết vàng mọi người ơi. Rồi em bây giờ là còn đen, hồng, xám, trắng. Đen, hồng, xám, trắng nha. Đen còn cái hai cái nữa là hết hàng luôn á. 200.000 đồng một áo. Trời tức ghê luôn. Tự nhiên cái mất 15-20 phút đứng không. Chị Lê Hồng có áo đen ạ. À? Chị Lê Hồng màu gì? Ủa sao chị không có kìa. Chị Lê Hồng màu đen. Chị Lê Hồng màu đen. Chị Lê Hồng hài vàng. Hết rồi. Vậy là chị Hồng Diễm Bùi Thị cuối cùng bỏ ra đi. Chị Lê Hồng comment trước Hồng Diễm Bùi Thị cuối cùng đó. Bỏ cho Hồng Diễm Bùi Thị ra. Hồng Diễm Bùi Thị hết rồi chứ ơi. Rồi cô nhận xịt chống nắng rồi. Thanh con gái cảm ơn cô yêu. Cái gì xương xương? Trang Nhung. Đưa cái chung vẩy đấy cho chế coi. Rồi đồ của chế bữa giờ mấy đứa bỏ đâu rồi? Chị Ngọc Huyền Hoàng có trắng ạ. Vừa không trời. Ép. Mấy quỷ này nè, đâu có size lớn đâu mà bán cho mấy chị. Rồi size nhỏ xíu lấy bận. Hả? Còn một cái màu đen nữa. Xanh biển cho chế Ngọc Huyền. Chế Lê Hồng không có đặt đen kìa. Chế Nguyễn Hằng Hồ Thái Nhã Khánh quán xanh biển. Ok chế Lê Hồng. Rồi chị nào chốt bấm giùm em nha. Trắng chế Ngọc Ngọc Nguyễn Hoàng. Chế Bảo Khang có trắng. Trắng chế Thu Thu Lê Thu có trắng không? Chị Lê Hồng có rồi nha. Có vàng rồi, mạng đứng rồi, không có like được. Còn một đen. Rồi trắng xám đen là hết. Quần đen đặt chuông có đen, nó đẹp hết đen ạ. Quần đen 61 mà size 31. 200.000 đồng áo trắng nha. Em đọc tiếp mã học cho chế Kim Anh, Trang Thùy, Xuyên Trần, Trúc Phương Lê, Huỳnh Kim Minh, Việt okay. Tăng. Ok, chị lại cảm em cảm ơn. Chị Tú Nguyên ạ. Rồi em lên áo này cho mình nha, size lớn nha mọi người. Áo này dễ mang lắm, 215.000. Cargo 215 cái áo này mọi người á. Các chị có thể mang chung với quần lửng lắm chứ. Vẫn đẹp nha, em mang là bị rộng cho chiếc cái kẹp. Em mang là đang bị rộng. Bây giờ anh không được và không biết sao mà like đây. Áo cargo nha. Em là nó hơi rộng nha mọi người. 60 đến 70 kg các chị mang đẹp dữ lắm luôn. Áo em đang mang. Chứ hồi dịu hạch có xám ạ. Rồi trắng nè. Hết trắng chưa? Áo em còn màu trắng nha mọi người. Màu trắng. Với lại màu này là màu trà. Chị nào có xám rồi thì đừng đặt màu này. Chị nào chưa có màu xám hạch chốt màu này. Đó, màu này gọi là màu trà nha mọi người nha. Nó chín mùi với màu xám đó. Gì? Rồi caro đen giá là 215.000. Chị nào chốt bấm giúp em caro đen 215k nha. Em có đen, vàng, hồng, trắng. Em chốt cho mọi người 200.000. 200 thôi. Mạng đang đứng bán thôi, vui vui cho mấy chế thôi ha. Giữ view giảm 15.000. 200.000 đồng áo đang mặc. 60kg độ lên, 70kg độ xuống là vừa. Caro đen. Có, em có áo cao cấp, ok chế luôn. Em đợi một xíu lên liền. 200.000 nha. Màu đen, màu vàng, màu hồng. Đen, vàng, hồng 200k. Chị nào chốt bấm giùm em. Chị đặt quần mà không thấy chốt quần kìa. Chế Nguyễn Tuyết kìa. Rồi chị nào chốt quần thì bấm lên cho em. Quần có hai màu trắng đen nha. Quần có hai màu trắng và màu đen. Đó, đẹp lắm nè mấy chị. 200.000 từ 60-70kg. Chứ em đang mang nó bị rộng, nó không ra form. 60-70 giá 200. Màu đen, màu hồng với lại là màu vàng. Chị Nguyễn Tiết comment gần kèm các bạn lại cho em đi chứ. Lên màu nữa chị. Em đang mang là áo nó bị rộng thôi. Tại vì em có 49kg. Đó. Trắng đen là gì chứ? Kem trần là cái gì trắng đen? Quần đen size 29 ra cho chứ Huỳnh Mai. Rồi chị nào chốt bấm giùm Mai nha. Đó. Áo màu vàng, áo màu hồng với lại là áo màu đen. Giá là 200k. Đẹp quá. Đen hồng vàng giá 200. Quần đen size 33, ok chế. 65 mà chị nào gọn thì mặc 32, không gọn thì cứ mặc 33 là vừa. Áo trắng với Nguyễn Tuyết. Rồi caro kèm màu cho em. Chứ Liên có vàng ạ, à. Chứ Khánh Nguyễn có đen. 60 đến 70, 75 vừa nha. 60, 70, 75 đẹp.
màu hồng, hộp chế độ phụng màu vàng 200 ngàn, áo này 215 em chốt 200. Quần jean đen size 30 chứ thiếu chậm. Chứ Nguyễn Tuyết có quần hả? Rồi xanh biển luôn. Vàng cho Hoàng Chi, chứ Nguyễn Ngọc, trắng chứ Nguyễn Tuyết, đen cho cháu Quỳnh Thi, Cô Tiên. Vàng cho Lê Lụa. Áo đen cho Dương Thị Đen ạ. 60 đến 75 là đẹp. Rồi màu xanh biển. Tức ghê cho trời. Chắc Kim thì có hộp bãi trước nha chứ. Rồi xanh biển giùm em xanh biển. Biển biển biển. Vàng đen hồng biển nha mọi người nha. Màu vàng, màu đen, màu hồng, màu biển. 200k. Trời ơi, máy in được không? Để chứ lên hàng số lượng. Có anh đau. Giờ sao trời? Mẫu kia đẹp quá trời, bây giờ không dám lôi ra lên nè. Mẫu siêu hot về. Áo này em sẽ có hai màu trắng với lại là màu đen. Áo này 280 nha mọi người, áo này có hai size. 65 độ xuống mọi người, mặc cho em là đen size nhỏ. Và 65 độ lên đến 80kg mặc cho em là đen size lớn. Hồng vàng chứ Châu Võ, màu vàng chứ Kiều Kiều. 64 đổ xuống là mặt nhỏ. Chứ Kiều Kiều hết vàng ạ. À. Xanh biển chứ Huyền Trang. Xanh biển chứ Nguyễn Ngọc Minh. Cho chế màu khác thôi. Màu cam cho. Cho chế tắm màu cam á, cam đẹp. Cam nè mấy chết, cam 200, cam đẹp. Đen cho chế Hoàng Dương. Cam 200 đẹp. Ê khoan, đen lớn chứ Hoàng Dương lấy đen này. Không phải caro đen. Rồi chị nào chốt caro cam, bấm caro cam nha. Màu cam đẹp. Caro cam, quần đen size 60 mặc size 31 nha chị yêu ơi. Là mình cao 1m54, 55 độ lên nha. Còn 1m50 thì mình phải lên chiều cao cho em. Quần kèm cái nặng. Rồi áo này là 280, có màu trắng với lại là màu đen. Size nhỏ là em đang mặc 64, cái độ xuống mặc nhỏ. 65-80kg mặc lớn cho em nha. 280 ngàn đồng. Trời ơi, nó đỉnh giả mang. 280 giúp em nha mọi người. Cái nhìn hàng xịn á. Rồi kèm size chứ yêu ơi. Tiếp lan em thấy chị ơi, áo đang mặc mã đen chị. Đen nhỏ hoặc đen lớn. Đen nhỏ là 64 độ xuống nha. Còn đen lớn là 65-80kg. Rồi chị nào chốt bấm giùm em. 65 mà các chị gọn thì lấy size nhỏ thôi. 65 không gọn thì lấy size lớn. Áo này mang form rộng rộng đẹp, cực kỳ đẹp. Lấy cho chị caro cam chứ Kiều Kiều. Rồi em đang có đen nhỏ với lại là đen lớn nha mấy chú yêu ơi. Đen nhỏ với lại là đen lớn. Ê, hên quá à, hôm nay like sớm chứ like trễ. Like giờ này mới like là tiêu đời, tiêu tùng. Bình thường giờ này mới like thì chắc xong phim luôn. Chào chào chú Lê Lợi ạ. Chú Khánh Vy nè có đen. Chào nhỏ chú Ba Nguyễn. Caro cam chú Kiều Kiều. Chú Nguyễn Ngọc có cam ạ. Trắng lớn chú Hoàng Dương có nha chá. Đen xe nhỏ chú Khải Võ. Quần đen 31 cho Tiếp Trần. Đen chứ Hiền Nguyễn. Chứ Minh Tâm Lê có đen lớn. Ở trắng xe nhỏ chứ Thăng Hương Nguyên. Đen nhỏ chứ Nguyễn Hoa. Quần đen 31 chứ Tiếp Trần. Đen lớn chứ Loan Tâm. Ok chứ An Phạm ạ. Đen trắng hai màu nha. Xăm từ 65 độ xuống là mặt nhỏ. 65 độ lên đến 80kg là mặt lớn nha.
280 hàng cao cấp. Áo này mọi người chỉ mua được ở trong shop thôi. Ở trong shop các chị mua thì tầm khoảng là 4-500 ngàn một cái. Quần đen chất hoa lê ạ. Cái lon cầu có đen. Quần giống em đang mặc này mà màu đen nha. Là 450 một quần đó mấy chị ạ. Em còn ít à. Rồi cái nào chốt bấm em màu trắng. Đẹp quá trời luôn. Áo này nó sang mấy chị ạ. Tiếp chàng lê Phan Nguyên ạ. Em anh đi cho bạn kiểm tra đơn cho mình ạ. Hàng hôm qua chị ơi, nhân viên nhà em chưa có gọi xong á. Có gì ngày mai các bạn gọi lại nhé. Đây nhỏ chế học may ạ. Mấy bạn ở dưới cũng mới mà cũng chăm á không. Làm tới giờ cho về mà không về luôn. Đó là cho mấy bạn mới về đi. Để mấy bạn ngợp. Làm luôn. Trắng đen, trắng đen. Hả? Bữa nay ít mà, nếu mà tối nay, nếu mà tối nay mà chế lai sớm gì mà mạng bình thường thì mới nhiều chứ mạng kiểu này thì lấy đâu ra. Đẹp quá. Cái bạn chính có nha chế. Mới 500 mà đúng không? Dạ. Thấy đâu ngọt, nó có 1.500 ngọt luôn. Trắng đen, trắng đen. Rồi caro cam 65 độ. À để cho Nguyễn Huyền. 75 độ xuống vừa cargo cam giá 200. Chắc chứ đổ phụ. Cargo cam giá 200k, mã cargo cam. Chứ là Nguyễn có nha chứ. 200.000 đồng giúp em. Cái này có màu thôi. Đang lấy cho Nguyễn Ngọc. Cái này size nhỏ nè, có chị nào nhỏ kiểu nhỏ. Kiểu. Này là áo rất tớp. Cái gì mày có nha chứ. 58 độ xuống nhưng mà nó đẹp lắm luôn á. Áo này cực kỳ đẹp. Rồi em đang mang là áo cam giá 200 nha. Cargo cam giá 200.000, cargo cam. Chị nào chốt bẩm em mai cargo cam. Chị Kim Tiến là sao tạo nó có hàng nha chứ. Áo này 58 độ xuống thôi. Đó, 135.000 đồng lên em mã là mã gì đây? Mã số 10 đi. 135k mã 10 nha. 58 độ xuống là đẹp. Áo này giải nó đẹp. 58 độ xuống nha mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn, áo rất tốt nha. Áo phông ngắn 58 độ xuống là đẹp giùm em. 135.000 lên em số 10. Số 10 135k mã số 10. Số 10 135. Cargo cam đi chứ Hồ Thái. Mã 10 135.000 mã số 10. Dạ, đồ like hết ạ. Áo đồ like chưa, mai 12:45 vô gặp em là có. Có ít, 30-40 cái. Mai chị nào nhanh là có. Đúng chừng nào mà em phát livestream ra là em mang like đó. Mà các chị biết là em like lên một xíu là hết rồi. Giống như hôm nay là 85 hay 95 cái áo gì đó. Mà em ngồi chưa được 10 phút là đã hết trơn rồi đó mọi người. Nên là ngày mai em chỉ có khoảng 40 áo thôi. Chị nào mà muốn mua áo đầu like thì chưa, ngày mai nhớ canh like vô mua nha. Khi nào mai mở like là tầm khoảng là 12:30 đến 1 giờ, 1:15 gì đó là em sẽ mở like. Số 10 135.000 mã 10. 135. Cargo xanh biển trên nắng hồng hồng. Cargo xanh biển là nãy đúng không? Dạ. Rồi em đang mặc là mã lá. Sơ mi lá. Size nhỏ của em là 64-65 độ xuống, còn size lớn là 65 độ lên đến 70kg nha. Sơ mi đang mang là sơ mi xanh lá. Chắc chứ Kim Tiến ạ. Cho nó cho họ thái. 280-270. 280.000 đồng giúp em nha. Caro xanh lá 280, em có 2 size. 2 mã, caro xanh lá với lại caro đen 65 độ. Xuống mọi người mặc cho em là size nhỏ. 65 độ lên đến 70 mặc size lớn. Xanh lá với lại là đen giùm em 280. Cái này hàng Quảng Châu. Đó, Việt Nam là không có nha mọi người. Sơ mi này là form xịn nè. Mặc nó không có đụng mấy hàng chợ. 65 độ xuống mọi người mặc size nhỏ, 65-70 mọi người mặc lớn. Em còn quần nâng mông nha chứ Minh Kim. Còn chứ yêu ơi, lên cân nặng đi, nâng mông kèm cân nặng là có đơn. 280.000 đồng giùm em. Xanh lá nhỏ là 65 độ xuống, còn xanh lá lớn là 65-70. Form đẹp dữ lắm á chế. Em 49kg mang hơi rộng. Mang hơi rộng nhưng mà đóng thùng vô thì lại đẹp. Chứ đẹp gấp lên sát hỏi giúp em ạ. 65 độ xuống là mặc size nhỏ, 65-70 là mặc size lớn. Chứ Đăng Nguyễn có đang nhỏ 280 nha chứ. Rồi caro trắng và caro xanh giá 280. Chị nào chốt bấm nha mai. Caro trắng với lại là caro xanh 280k.
Còn quần nâng mông, chế nâng mông có đủ hàng, mình cứ lên cân nặng là mình có đơn như thiêu nha. Nâng mông là em đủ hàng hết cho mình. Rồi lá lớn lá nhỏ giúp em. Thằng lá cho anh Bùi. 65 độ xuống là size nhỏ và 65-70 là lá lớn. Đen sơ mi mình lên cân nặng đi chị ơi. Caro đen kèm cân nặng. Lá và caro đen kèm cân nặng 280.000. Sao vậy chứ Kim Đông Nguyễn có nha chứ. Em mặc cái áo này nó cái ngực em nó dữ vậy trời. Nhìn thấy nó bị ngộp quá. Rồi màu đen. Quần em đang mang là quần ống nhỏ chứ. Cargo trắng lên cân nặng mọi người ơi. Size nhỏ là 65 độ xuống còn size lớn là 65 độ lên đến 70kg vừa. Ê cho chế một cặp áo sọc đó chứ mận à. Áo sọc kìa. Áo sọc nâu nâu bên đây này. Cargo đen lớn chứ chưa sọc. Hả? Xanh lá size nhỏ chứ chưa mai à. Cargo chứ Duyên Ngọc. Cargo đen và cargo trắng, size lớn và size nhỏ. Chứ bên kia hai cái hai màu nha chứ. Đẹp quá. Chứ bỏ bé cargo đen. Ai, thức ơi vô kính này kìa. Đen, xăm. Chứ Hoàng Trương có cargo đen lớn. Bữa nay em không được quẩy chứ mọi người em buồn quá. Đây quẩy sung mà không được đây. Không được quẩy. Hả, nhanh nè. Mạng nhanh mà khách đi chưa. Khách ao hết. Chán gì không. Cái này để đầu có quần à. Tắt đi lên lại cho nó sung mặt hiếp. Mấy giờ rồi? Đen lớn chứ không ổn. 9 giờ cũng tắt cũng được ha. Tắt hôm qua mình cũng live 9 giờ. Hôm qua mình live 9 giờ. Em tắt vô lại được rồi chứ. Cho cô đây cho Nguyễn Nhung. Sáu mươi lăm độ xuống, 55 độ lên áo sọc. Giá là 220 nhưng mà chốt 210 thôi. Sao lá nhỏ chứ làm tệ ạ. Em đang mang là áo sọc giá 210.000. Đen nhỏ chứ sọc phụng em sọc. Sọc 210, em còn đen nhỏ thôi nha mọi người, hết lớn nha mấy chứ. Chứ kia có hai quần nâng mông. Rồi áo sọc giùm em. Áo sọc giá 201, áo sọc em tắt đi lên lại đây mấy chứ. Áo sọc giá 210.000. Thưa ơi, kiếm cho chế một cái gì đỉnh thiệt là đỉnh. Ôi trời ơi, cái set này giống set nãy mà bay. Hả? Nè. Gớt cái gì? Cái nãy hả? Rồi màu này bao nhiêu số lượng? À không kìa, bên em nó hút cổ kìa. Cái này set đùi hồng mọi người này, 5363kg à. Đẹp lắm luôn. Giá là 245, cái này 250 mà chốt 245. Cái này cẩm. Đi tìm cho chế một cái áo xuất sắc để chứ bận để chứ lên lại coi. Cao cấp. Ê, có miếng ren gì đó. Trên đó là ren gì đó, hồng hồng kem kem là ren gì đó. Đưa đây lên, cầm lên là mấy chị chốt hết luôn nè. Rồi, đùi ren hồng nha mọi người ơi. Rồi, chế nào mà còn like được thì cứ ngồi yên ha. À, chế nào còn coi được thì cứ ngồi yên. Còn chế nào mà em chuẩn bị tắt đi lên lại á, à, thấy mình bị tắt thì mình vô mình bấm chữ Nguyễn My Store nha. Mình bấm chữ Nguyễn My Store để em mở lại like nha. Dạ, cái này cả. À, cái chữ rồi cái cargo sao nhét ở trên đó. Thì hồng chữ Nguyễn Điệp, hồng hạnh có đuôi hồng ạ. Đó đồ mấy đứa bay cứ để tùm lum nha á. Cái áo chữ trắng kìa, dưới hồng xanh xanh nó lại vậy. Hồng hồng xanh lá kìa. Ờ, hồng hồng xanh lá bên trên. Đây chị. Hồng 210 chứ đều nam meo ạ. Chả trắng vào lai hết ạ. Sẵn đầu like ngày mai 12:45 hoặc 1 giờ thì giao tiền. Học cái chân thiệt. Em like hết, đầu like là có. Hết hàng luôn rồi đó, nãy nó hết rồi. Rồi để em tắt cái like của shop mà to nha chị nào mà. Bây giờ chị nào mà không coi được á, không coi được thì mình bấm vô lại nha. Vô lại Nguyễn My Store nha mọi người nha.
Mấy chế đợi em một xíu nha. Hai em ăn giá 180 ạ. Hai trang này mấy chế đợi em ơi một xíu xì xì. Ok. Đâu rồi cái áo hồi nãy mới mang qua đâu rồi đây chế ơi. Cái hồi nãy em mới cầm lên sau với cái chân váy này của chị nè. Đây cho chế ơi cho bán. Đây. Có cái này cái sạch lá. Có cái này vô cái đồ của chế đâu, đồ của chế hôm qua đâu. Sạch lá đang mang là 280. Có màu hồng nữa. Em có sạch lá với hồng giá 280. Xanh lá và hồng nha mọi người, 280.000 đồng, 280k. Chị đây tiền kèm cái mạng giúp em đi chứ. Vô lẹ bán trơn nè, nhanh mọi người. Xanh lá chứ không bên ạ. À. Em hết xanh lá. Rồi em còn hồng. 280 em còn hồng nha. Vô like lại mới của Nguyễn My Store đi. Trời ơi 600 mấy chị mà em tắt luôn. Rồi chứ vô nào chốt hồng bấm hồng cho bé Mai luôn mà hồng. Rồi bán tặng cho mọi người mà áo này đầu like nè, cho vui vui nè. Rồi mấy chế bên Nguyễn Mai Style vô hết thì rồi em like lại cho mọi người mã này em bán tặng thôi nha. Cái này thì có cao cô. Nó chất đẹp lắm luôn. Trời ơi chị nào mà nhận được cái áo trắng này của em mê ly luôn á. Nó xuất sắc, vải đẹp, dữ dằn luôn. Chị nhận đồ rồi ok chứ yêu. Rồi em mai còn hồng 280 nha. Chứ nào chốt bấm em hồng. Áo này em sẽ có 3 hình 3 con. Giờ lên sao ta nó lên 3 hình 3 con như này nè mọi người nè. Đó. Nó sẽ có 3 hình. Chỉ một màu duy nhất là màu trắng. Mấy cái áo màu này nè mọi người nè. Áo trắng này nè. Các chị mang với quần đùi hoặc là quần jean hoặc là quần ôm, quần legging đồ đó hoặc là quần lửng đó mọi người. Là mang là phối ra thành được một bộ luôn. Cực kỳ đẹp. Hồng 68 không vừa chị ơi. Không vừa. Đợi mấy chế bên kia vô lại hết xong rồi em lên em bán tặng cho mọi người một cái mã này đầu like nè. Không lời nha, không lợi nhuận luôn. Đó, áo này bình thường sẽ là giá 180 nhưng mà mọi người đợi em một chút xíu, em đọc giá cho mọi người hết cái hồn liền giá sỉ. Nhập sỉ bao nhiêu tặng bấy nhiêu, hàng mới về, mới khui cây hàng luôn. Nhưng mà tại là do là em đang tắt một cái like của Nguyễn My Store, em lên lại. Nên là bây giờ em chuẩn bị tặng áo này cho mọi người, giá tặng luôn, giá sỉ luôn, các chị không mua được đâu với cái giá này luôn á mọi người, chuẩn bị nha. Tuyết ạ. Có quần đùi hả? Dạ không chứ, không có quần đùi. Em làm biến bán quần mấy chứ biết sao. Cái kia Nguyễn có hồng ạ. Bán quần gì mà gớt size không à. Quần là gớt size 28, 29 em bán không ra. Em toàn bán size lớn. Dạ ai đang mặc màu xanh lá em hết để nào giúp em ạ. Em còn áo hồng giá 280 nha. Rồi cái này chỉ có một cái thôi. Màu ren kem chỉ có một áo một duy nhất thôi. 55-65kg ren kem giá là 190. Áo ren nhà em thì thần thánh mọi người biết rồi. Ren kem 190k nha. Chị nào chốt bấm em ren kem 190. 55 độ lên 65 độ xuống đẹp. Các bạn kia là sáng thoại giúp em ạ. Ren kem 190 ren kem. Ren hồng 190 có một cái luôn. Đó siêu đẹp. Ren kem ren hồng 190. Đó chị nào chốt bấm giùm em nha. Ren kem. Hai quần gân ok chế. Rồi chuẩn bị nha. Chuẩn bị lên nha mọi người ơi. Chuẩn bị lên áo này cho mấy chế. Lên giờ luôn chưa ta, hơi xíu nữa ta. Kẹp với Linh Mi Trần ạ.
Mai cao 1m bao nhiêu hả? Thôi cái áo này mọi người đợi em chút xíu đi. Đúng 30 phút nữa em sẽ lên cho mọi người cái con này với giá tặng luôn. Giá tặng cho mấy cái yêu nha. Tí xíu nữa đợi một tí. Đợi em xíu xíu. Cái này em sẽ cứ để em mới thật. 55-65kg dừa nè. Lên em mã sọc 215.000. Mã sọc 215, mã sọc. Đây hôm nay mai về mã này nè. Thế con kia có sọc 210 à. Mã này của em, áo này em cách lấy mình nhận hàng rồi á. Là ai cũng mua thêm hết. Lên áo thun đi hả? Rồi đợi một xíu em bán giá tặng cho mấy chế. Đợi bên kia mấy chế vô hết rồi em bán lại. 65 đổ xuống vừa giúp em đang mặc nè, áo sọc. Áo này mấy chị ơi, nhận hàng là mấy chị phê liền. Áo này hôm bữa mai có về một lần rồi, hôm nay là về lần thứ hai. Sọc cái mai vũ. Mai tay lỡ luôn nè. Cho các chị, các cô, các mẹ mang nè. Đẹp lắm. Tí nữa nha, đủ màu á mấy chị. Đủ màu. Qua live mới em không kiểm tra được chứ nha. Quen tuyết. Bấm qua live mới á chị nên là không có kiểm tra được á. 215.000, 65 đổ lại, 55 đổ lên là đẹp. Áo này đẹp. Áo sọc cho Thúy Trần, sọc cho Bi Diệu ạ. 215k. Mã sọc với lại là mã beo. 215 sọc và 215 beo. Sớm sọc đi em. Nguyễn lên số thoại à. Nên không thức khuya được, ok. Rồi chị nào chốt bấm giùm em sọc. Minh Anh đâu? Lên này nha, cái này có mua. Áo sọc với Hồ Ngọc Bích ạ. À. Rồi caro. Caro Thúy có chưa phải ạ? Sọc chị Kim Yến. Biết số lượng không? Rồi sọc. Caro và sọc. 215.000 đồng caro luôn. 215k sọc. Sọc caro với beo 215 của Nông Mông. Cho mình sọc. Nông Mông giá như quên. Hả? 108. Nâng mông giá 180. Chị Trang Mai Nguyên chưa có nha chị. Đây có chú Hoàng Trịnh. Hết sập chưa? Sập còn không? 14 nữa nhỉ. Rồi sập với lại là caro 215.000 nha. Cà phê cho Tùng Ngô ạ. 215k. Mấy chế ơi chuẩn bị bán tặng cho mọi người một cái áo trắng siêu đẹp. Chị Nụ Nguyễn có áo sập. Sập chế tay khoai hình. Cago chế Hằng Ngọc. Dễ thương quá, áo rất tốt, size nhỏ. Đẹp quá, áo này khoảng 58kg độ xuống. 58 nha, 58 độ xuống đẹp. Em có trắng này, có xanh này, có hồng này. Trắng, xanh, hồng. 58 độ xuống đẹp giùm em, chốt tặng nha mọi người. 130. 130 nha. 58 độ xuống là vừa, dễ thương quá. Trắng, xanh, hồng, 130. Chứ Kim Dung Nguyễn Thị có chung váy ạ. Cao gói chế đạt 7. 130 áo rất tốt. 58 độ xuống là ok vừa giúp em. Sọc chế Phụng Võ. Cao gói chế Tường Vi. Cao gói chế Thiên Ngọc Vinh Lê. 130. Áo này giá 160 nhưng mà án tặng đầu lai 130. Màu xanh, màu hồng với lại là màu trắng. 130.000 đồng giúp em. Chứ mình trắng xanh hồng 130. Trắng chế Xuân Đào. Trắng xanh hồng 130k nha. Dạ không vừa như chế Thoan Nguyễn. Áo sọc, áo caro là 65 độ xuống chị ơi, 215.000. Mã này là mã sọc. 215k, con này đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Rồi màu trắng, màu xanh, màu hồng. Chị Tạ Phương Anh với chị Nguyễn Vân không chốt được. Sao không đọc tin. Màu trắng, màu xanh, màu hồng 130. Chị xanh thì comment xanh lên lại đi chị ơi, viết sai chính tả là mấy đứa nó bỏ qua luôn đó. Trắng xanh hồng, trời ơi 40kg cũng được chị, 35kg cũng mặc được. Xanh chế Tạ Phương Anh chế Nguyễn Vân. Cái này chị nào mà có con có cháu á, mua cho. Tại vì mấy áo này của em dễ mang lắm, 30kg cũng mang được mà. Trắng chế Nguyễn Dư. Khoảng 40kg là mang được. Trắng hồng chế Nguyễn Tuyết. Sạch chế Hàng Ngọc. Trắng hồi xanh hồng có 5 thôi nha. Dạ dạ. Đẹp lắm. Sạch chế Trần Tuyết Trinh. 58kg đổ xuống rồi đẹp. Thoải mái. Áo rất tốt nha, phân ngắn mọi người nha. Hồng chứ Nguyễn Hằng. Trắng xanh hồng 130.000 đồng. Xanh với Loan Anh. Quá rẻ cho mấy chế luôn á, trời ơi xuất sắc.
130 130. Chị Nguyễn Tuyết có trắng hồng. Trắng hồng xanh 130k. Chị Nguyễn Vân mình có trắng rồi ạ. Trắng chứ Thúy Đoàn. Rồi áo beo 215.000 luôn. Áo xanh chứ Hạ Uyên. Beo 215, beo 215. Xanh chứ Nguyễn Hằng nó lại hết xanh 130. Rồi em còn trắng với hồng mọi người nhé. Còn trắng còn hồng 130.000 đồng, còn trắng còn hồng. Áo rất chứ sao Huỳnh đổi vào giúp em đi chứ. Mai mặc áo beo rồi nè. Hồng chứ Phương Phạm. Beo 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 215.000 đồng. 55 sáp lông đẹp beo 215. Hồng còn không? Dạ còn 2. Còn 2 hồng mấy chứ ơi. 130 còn 2 cả. Dạ quần em mặc có màu đen nữa nha chứ. 130k còn 2 cả hồng. 2 hồng 2 hồng. Em hết xanh ạ, à. Hồng chứ là chị Béo Quyền. Đẹp quá à. Ôi trời em còn 1 hồng 130. Trời đổi đồ mình chụp hình gặp. Gửi bác mấy xích rơi giùm em nha chứ. Đã đẹp em quá sáng tội à. Trắng 130 chứ hồng hoa chứ sàn Huỳnh. Còn một cái hồng 130. Đó chị An Phạm không thể đặt tên. Bê với Lữ Thanh ạ. À. Chứ đâu mình có hồng nó lại hết hồng ạ. Chứ vì vừa lô có áo sọc, em hết sọc. Rồi bây giờ em sẽ chốt hẳn cho mọi người mã áo này. Đó. Bê cho Thúy Nguyên ạ. À. Thôi chút nữa đi, nó chết xíu nữa. Áo này hôm nay chị nào mà không săn được giá tốt là tiếc. Trời ơi. Bê với Kim Khúc Trần. Giải này mặc biết chừng nào cho nó hư trời. Một hồi em sẽ chốt giá cực kỳ ok cho mọi người nha. Chuẩn bị nha mọi chứ người. Chứ Kim Cúc Trần lên số tội giúp em. Em hết hồng nhưng chỉ còn trắng 130. Em còn trắng 130 nha mấy chị yêu ơi. Rồi màu nâu. Bê chứ tiếp Trần. Giờ này mà không mua mấy cái này là lãng phí. Giờ này nó đang mưa á mọi người. Mặc mấy cái này nó sướng. Rồi em đang mang giá là 180. Đẹp quá trời đẹp luôn. 180 62 63 kg đổ xuống đẹp. Gọn gọn là 65 vô luôn. Không phải 65 thoải mái. 65 thoải mái luôn nè mấy chị ơi. Trời đẹp dữ luôn á trời. 180.000 đồng giúp em nha mọi người. 180 nè. Màu vàng. Trời đẹp quá. Rồi áo tri ân mọi người đợi một xíu. Em bán giá sỉ cho mấy chế nhập sao bán vậy đó. Đợi em một tí xíu luôn. Màu vàng. Màu nâu 180.000 đồng chốt liền. Mấy mã này không được bỏ qua nha. Trời ơi. Phối đồ cực kỳ dễ luôn. Rồi màu đen. Trời ơi nó đẹp coi nè. Màu hồng 180 kèm màu giúp em. Free size co giãn 4 chiều. Đó mấy con này là 65kg. Các chị cũng mặc vô tư thoải mái luôn. Vì nó siêu giãn. Màu đen. Màu hồng phấn này. Đó. Rồi màu cam. Thôi chứ chàng Ngọc Chung ạ. Cái này là trời ơi nó đỉnh của chó. Chắc bà chứ Nguyễn đẹp. Chứ Nguyễn ăn hiểu có nâu. Nâu chứ Nguyễn lệ. Chị ơi nó là áo len. Thành ra là nó co giãn thoải mái. Bao nhiêu cũng giãn nè. Các chị thấy người em nhìn nó kéo ra được gấp đôi. Đói 65 độ xuống là ok vừa hết. Chứ bà co giãn. Chứ bà giúp em ạ. Cam. Đen chứ chàng Ngọc Chung. Đen nâu. Nâu chứ Hạnh Uyên ạ. Hồng vàng. Vàng hồng chứ Hoàng Anh Vàng. Quá trời đẹp luôn. Nâu đen chứ Hạnh Uyên. 180k. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn á. Đen chứ Hồ Trân ạ. Chứ chàng Ngọc Hân có nâu. Đen chứ Thắm Trần. Ê cái đen nó có nâu không? Thưa ơi, cái lỗ lỗ đâu? Cái lỗ lỗ trắng nu đâu? Nãy, nè chứ. Ờ. Đi coi. Ở này bữa hôm đi ra. Ở đây chứ hẳn thật. Chứ Hoàng Tăng có nâu ạ. À? Chứ bạn Lê Hoàng có đen. Trời, nó thấy thương. Trời đất ơi, thiệt chứ. Không có chứ. Không có hả? Đen vàng cho Nguyễn ngang ạ. À. Cam chứ Thí Nguyên. Đen chứ Hương Nguyễn.
Trời ơi, áo nó đẹp mấy chứ. Đây chứ Dung Huỳnh về chứ Lý Nguyên ạ. Áo phong rất tốt luôn á. Được 20 cái. Trời ơi, nó đẹp quá à, mấy chế ơi, mấy chế ơi, mấy chế ơi. Form rất tốt nha mấy chế yêu ơi. Chứ thôi thằng đọc có đâu ạ. Thì làm sao, sao phải nghĩ. Trời ơi, xuất sắc, các chị biết ở trong shop bán gì em hết đen. Ở trong shop cái áo này bán 220-230 một cái gì đó. Hôm bữa hỏi em tính mua mà em chưa mua. Chứ xin mang có nâu ạ. Chưa mua, bữa nay mình về luôn. Chứ thường nguyên có nâu có bàn để em hết nâu. Hết nâu. Bạn chứ đi nguyên, bạn chứ Trung Huyền ạ. À. Đẹp quá à. Rồi màu cam nè mấy chế ơi, màu cam. Siêu co giãn. Cam chế Ngọc Trang. Hợp chế Vũ Thị đen ạ. À. Vàng. Hồng. Cam chế Trang Lê. Rồi áo này giải đẹp quá à. Đẹp dữ dằn luôn á. Mà đang cam có mùa mưa. Trời ơi, cái mùa mưa này mà trời ơi, cái này mặc vô một cái là nó sướng. Cam chế Linh Mi Trần, cam chế Thanh Ngọc á. Cam vàng hồng mọi người ơi, hết đen rồi. Chứ mà sen có bạn hết đen nha chứ. Ngày mai chị nào chưa chốt được thì đen, ngày mai lên nha. Chị nào mà chưa chốt được thì ngày mai vô. Chưa mai vô em về thêm cho. Nó này nó mới vô ngày hôm nay luôn. Cam chế du lịch thêm tiền ạ. Bạn chứ Võ Thị Kim Phượng. Áo này mặc có cái gì cũng đẹp luôn á trời. Cam chi Yến Nguyễn em hết cam ạ. Mai có đó, mà giờ không có nhận dự phòng. Rồi chứ nào chốt bấm giùm em đi nha. Chưa mai lên có phát đen gì chứ à, hào đậu. Chị nào chưa có đen thì ngày mai lên mua giùm em nha. Rồi, màu vàng với màu hồng luôn mấy chế ơi, cho nó hết màu. Áo hồng chứ Trinh Mai ạ. Áo này mà không chốt là phí luôn. Dạ em hết nâu luôn nha chứ hoa sen. Màu nào cũng đẹp. Em còn màu vàng với lại là màu hồng. Vàng vàng hồng hồng giùm em. Vàng hồng xuất sắc. Trời có ai không áo này của em không chứ em mê nó quá rồi đó. Quá trời nó xuất sắc, nó đẹp. Rồi vàng hồng giùm em 100 mấy? 180. 180 màu vàng, 180 màu hồng giúp em. 180 kèm màu vàng hồng hai màu. Bạn chứ Diệp Ngọc ạ. Đẹp quá. Hợp chứ Phan Lan. Vàng với lại là hồng. Rồi lên mã này cho chị em. Hợp chứ Hoa Sen ạ. Phong này phong rất tốt nha. Phong này phong ngắn. Phong ngắn nha, phong trẻ nha. Trời ơi, mấy cô là đừng có mua. Chứ Nguyễn Lan gì chứ có đâu ạ. Chị nào mua cho con cũng được. Đó, mấy chị với mấy con mặc được thôi. Chứ còn mấy cô là không có mặc nha. Hợp chứ Phú Nhật. Cái kim tiến chưa có ạ. Đẹp quá. Đây. Xuất sắc. Trời ơi, chừa cho chén cái. Tưởng giờ chứ mẹ. Hơn chưa mua. Rồi em chốt cho mọi người 155.000 đồng nha. Trắng với lại là màu kem hai màu. Trắng kem 155, đẹp quá. Màu trắng màu kem 155k. Hôm nay em chốt cho mọi người từ 30kg đổ lên là mặc được rồi. 30 đến 58kg là vừa giùm em nha. Gắm hình hợp chứ Thiên Kim Phong. Có hồng, có vàng nó làm hết rồi. Form rất tốt nha mấy chị ơi nè. Cái form ngắn nó vừa chấm quần thôi nha. Đó, nó không có dài đâu. Để phối với quần riêng lưng cao rồi đó mọi người. 155 là em bán rẻ nhất trên thị trường. Các mẹ ơi, các mẹ, các con là mặc được thôi chứ các cô là không mặc được nha. Đó, các chị, các em, các cháu là mặc được. 155.000 đồng màu trắng với lại là màu kem. Em này chốt hai màu đi mấy chị, đẹp quá. 155 trắng kem nha. 155. 155.000 đồng. Mã trắng và mã kem. Kem cho chế Nguyễn Vân, Bình Anh, BK, Đào Võ, Phát Kim, Thúy Đoàn. Trắng chế Thúy Đoàn, Thanh Hương Nguyễn. Trắng kèm chế Hồ Hoa. Kèm chế Sinh Xuân. Mở kèm chế Nguyễn Thị Kim Thủy. Trắng chế Lê Đặng Minh Thư. Kèm chế Ngọc Hạnh. Nhớ chừa cho chế một cái. Chế lấy màu gì? Đang mang. Ở thùng gấu chút xíu em lên, 10 phút nữa là em lên áo thùng gấu cho mấy chị. 12 phút nữa là lên áo thùng gấu. Giá sập sàn luôn, giá tri ân á. Nên là gán ở lại đợi xíu để em lên áo thùng gấu bán tặng cho mình. Áo hộp
Tám chứ Hương Nguyên ạ. Áo này em mới về hôm giờ mọi người đâu thấy em like đúng không? Mới về cái bẹp luôn. Hứa bán tặng là bán tặng mà chất cực đẹp. Em gán đợi xíu rồi em lên. Rồi trắng cho em giá 155, áo rất tốt nha. Quần trắng đang mặc có đủ size 70 chị. Áo trắng áo kem giá 155. Áo rất tốt form ngắn nha, chứ trời ơi chị cái áo này có đẹp rồi. Sao mà chị thấy cái áo nó ngắn ngủn như đâu có chịu. Áo ngắn nha mấy chú ơi. Áo form ngắn nha, mặc cái quần lưng cao, quần trắng chứ quần hàng kem chứ băng tâm. Áo này phối đồ vô cực đẹp luôn. Đẹp quá à. Trời ơi xuất sắc trời. Chị Kim Long Nguyên có rồi nha chị. Màu trắng màu kem, màu trắng màu kem. Kem chứ Lê Tú 155k. Cái này các chị mang như mấy cái quần riêng su su nhà em cũng đẹp lắm. Mà giờ không còn cái quần nào hết. Đẹp quá. Rồi trắng kem hai màu 155. Dạ còn chị Bảo Vy. Trắng cho chị Út đẹp. Ở không còn á chị, còn cái. Rồi em lên cho mọi người cái này nha. Cái này cũng siêu phẩm 205.000 đồng. 205k hồng ruốc. Đúng không? Đây 205 đúng không? Cái này thì là 7, 6, 7, 6, 8 cái dẫn dừa luôn. Rồi quần trắng giá 450 nha chứ. 8, 7, 6, 8 được luôn nha mấy chị yêu ơi. Ê, cái bọc này quăng đâu mất tiêu rồi. Hồng ruốc nè, quăng đâu rồi. Có đánh số lên không, quăng đâu rồi á. Không hả? Còn có một cái hồng ruốc rồi mấy chị. 205 hồng ruốc form nè. Đứng cho mấy chị coi. 205k nha. 65, 66, 67, 68 đổ xuống đẹp hết. 205 màu hồng, một cái màu hồng duy nhất luôn. Kem thì chất lượng anh. Hồng 205. Kem 205. Quần chất Nam Thu Nguyễn. Đen 205 luôn. Ở này em bán cho cả ngàn cái rồi cái giải này. Đẹp giả mang luôn. Màu đen 205.000 đồng màu đen. Hồng có một cái hả? Một cái màu hồng một luôn á mấy chị. Màu hồng ruốc. Chốt cho chị đầu tiên đi. Màu cam. Chưa tiền có học 205 ạ. 205.000 đồng màu cam. Cam chứ Trang Ngọc Dung. Cam trắng. Cam chứ chị Dung ạ. Chứ Bích Tuyền có đen. Nâu. Đen chứ Tạ Phương Anh ạ. Màu nâu. Màu này sang lắm nha mọi người. Màu này là màu da da. Rồi màu xanh biển. Màu biển. Chứ người bị chưa có đen. 205k. Em hết đen. Rồi lên em mã biển. Mã nâu và mã cam. Đen tí xíu em lên mẫu khác cho mấy chị nha. Màu xanh biển. Cái tay đẹp. Ở đây là đá nha. Ở đây là đính đá. Chữ đá. Màu cam, màu nâu với màu xanh biển. Cam nâu xanh 205.000. Form đẹp quá. Cam chất tiếp chân. Cam nâu xanh 205k. Dạ áo phi size ạ. Chứ nghe chung có cam. Một size 1, 55, 65, 67, 68 đổ xuống là đẹp. Cam chất tiếp lon ạ. Hết đen rồi. Dạ hết đen. Chứ thôi kệ có áo cam. Đen rồi mình chốt mã khác nha. Cam chất Nguyễn Hồng. Bị chất Phương Phạm. Em hết cam. Đẹp quá, sơ mi cao cấp, đỉnh của chóp. Rồi em còn màu da với màu xanh biển. Màu nâu với màu xanh biển. Nâu là da á mọi người. Màu nâu đang mang đó là màu da. 205k. Nâu với xanh biển giúp chị em. Chị Trần Lan đã phải giúp em hết đen ạ. Nâu xanh biển 205. Trời ơi, giải nó đẹp khủng khiếp. Nâu biển 205.000. Không có ngắn đâu chứ ruby chương em bao luôn, không ngắn. Form đẹp. Nâu nâu xanh xanh hai. Chị Trần Ngọc Trúc có da. Nâu là da nha mấy chị ơi. Hết cam rồi chứ ơi. Hết trơn cam rồi. Chứ mẹ kêu vỏ đã ngại giúp em ạ. Biển với Trần Lan. Xanh biển. Chị An Phạm ơi em thấy mình mà. À chị nói
chị hỏi kiểm tra xem là đã, chị nói là chị đã nhận được hàng rồi kìa. Chị ăn phạm á. Sao? À, là hỏi lần có bơm hàng một lần đúng không? Hay sao? À, có nhiều Facebook nữa hả? Sao? Có sao thì mình nói vậy thôi chứ. Là đang còn đơn, đang đợi nhận. Chứ đợi nhận, chứ nhận hết rồi mới chốt tiếp được. Vậy đó phải không? Thì cứ nói với chị là đợi chị nhận hết hàng rồi chốt thôi, chứ có gì đâu. Áo trắng 62 hả? Áo trắng gì ta? Đợi cho bò bì. Áo trắng gì 62 ta? Áo trắng hổng vừa. Áo trắng lớp tớp 135 là không vừa, chứ lên anh. Rồi. Ủa, đang mang có 200... 255.000 à. Em có 2 size. 255 em có 2 size. Đây. Lớn nhỏ. 65 độ xuống là mặt nhỏ và 65 độ lên đến 70 kg là mặt lớn. Giá là 255. Rồi sơ mi này mà có 255.000. 255 giúp em nha mọi người, sơ mi đính đá. Rồi đẹp lắm. 65 độ xuống mọi người, mặt size nhỏ. 65-70 mặt lớn. Sơ mi đen kèm size giúp em, size lớn size nhỏ hai màu. Sang, xịn mịn. 205, 255.000 nhỏ hoặc lớn. Đen lớn hoặc là đen nhỏ. Nhỏ chứ ít tiền ạ. 65 độ xuống là nhỏ và 65 độ lên 70 là lớn. Đang mặt nhỏ chứ chẳng tới chinh. Lớn nhỏ giúp em 255.000 đồng. Đang lấy chế hàng dương ạ. 255 lớn nhỏ. Nè cái này size nhỏ nè. Đếm số lượng kìa em. Lớn nhỏ 2 size. Chú Nguyễn thấy đang có nhỏ. Đó chứ chứ. Phan ạ. Chú Bà Thiện. Ừ, Bà Thiện nhanh có sơ mi đen nhỏ. Lớn chứ Gia Bảo nè. Em có sơ mi lớn ạ. 330.000 đồng. Sơ mi trắng siêu phẩm. Trắng dream. Đen nhỏ chứ tụt ngồn. Em còn size nhỏ 65 độ lệ. Mai còn size nhỏ 65 độ lệ. Sơ mi rin giá 330. Sơ mi rin giá là 330.000 đồng. Sơ mi rin 330 giùm em. Đen nhỏ chứ Nguyễn Thị Minh Ngân. Chốt mọi người giá 320 nữa. 70kg độ xuống vừa giùm em freestyle. Trời ơi, chị nào mà mặc nguyên cây trắng giống em nè. Đỉnh cực kỳ luôn. Hoặc là quần rin. Quần rin giống cái màu này nè. Chung với cái sơ mi này nè. Là trời ơi, nó vip dữ lắm luôn. Nó chế là nguyên một cái set này là nó xuất sắc. Sơ mi trắng chắc chắn túi chinh rồi. 320. Này 330 nha. Chốt mọi người giá 320. Sơ mi trắng giùm để em vừa nha chứ. Cấp 105 áo nào cũng vừa. Áo em đang mặc là bao vừa. Mày ngực 101 thoải mái. Mày em có ít à. Rồi còn không em? Này có còn không? Chẳng đang mang còn hết. Nè đứng lên cho mấy cái coi. 320. Đâu? Khác hả? Cho chế cái đó rồi. Em mang là em có 49kg á mọi người, nó bị rộng á. Sơ mi chị Nguyễn Ngọc. Nó bị rộng á mọi người. Trời ơi. Đang giả mang luôn á. 320 nha. Hả? Khác xíu. 320 chị nào chốt bánh xe mi riêng. Em lên con caro nữa. Caro. Caro xanh. Đẹp quá. Chào một chiếc đang mặc những cái chút xanh. Đây, trời ơi đẹp chưa. Lên áo thun gấu đi, ok. Ok, lên áo thun gấu.
Rồi em lên cho mọi người cái kém màu caro xanh này. Chị Lâm Tuệ có xem Miguel nào, xem Miguel chứ Liên Nguyễn. Hết chưa? Kìa có mấy cá nè. Chốt vậy. Rồi em đang mặc là caro xanh. Vừa đủ à. Caro xanh giúp em nha mấy chứ ơi. 355.000, chốt 350. 350 sơ mi xanh đang mang. Này đẹp luôn á. Caro xanh 350k. Form đẹp. Hàng cao cấp nha mọi người. 350 caro xanh, 70kg độ xuống là thoải mái hết thì men. 70 độ xuống là đẹp. Chỉ là chốt bấm caro xanh 350.000. Cái nào cũng có cho mọi người, hàng gì cũng có cho mấy chứ. Trời ơi trời. Đây ngày mai kia chứ anh. Đẹp quá. Dạ còn như chị Lâm thì Nguyễn đi cho mặt giúp em là có hàng ạ. Quần trắng đang mang bấm con nặng là có đơn hết chị ạ. 450 một quần. Rồi caro xanh chị là chốt bấm thì mai caro xanh. Đây áo này nữa quên. Trời ơi. Áo này hồi nãy em lên lúc mà máy nó bị đứng đó mấy chị. Hết trơn, đứng cũng hết. Áo em đang mặc là áo màu da, áo màu tràm. Sơ mi green 70kg độ xuống là vừa hết chị yêu ơi. Áo em đang mặc giá là 200. 200.000 đồng áo đang mang, chứ nào chốt bánh cho em nha. 200k. Rồi, lên áo gối cho mọi người nè. Cao ơi, sao chứ đậu phụ. Lên áo gối cho mấy chị yêu đây. Gỗ này em sẽ có 3 mã. Đó, cái này các chị lên cho em mã lặt gỗ trắng nha, chữ. Lên em mã là mã trắng chữ nè, đó. Rồi, cái này lên cho em mã là gì đây? Hô hô, biết rồi. Rồi, gấu này lên là gấu gì trời? Gấu này lên gấu số 1, gấu này lên gấu số 2 đi ha. Ê, số 2, ba đứa nhé. Số 2, à, số 1 nha. Rồi, cái này là số 1. À, rồi, cái này là số 2. Rồi và cái này là số 3. Số 3 là chữ nè. Đó, rồi số 3 là chữ. Áo này của em là 180. Hồi nãy em hứa mọi người là em tặng ở đầu like đúng không? Em tặng ở đầu like cho mấy chế. Chốt cho mấy chế giá 130 giảm 50.000 luôn so với giá bán luôn. Em chốt giá sỉ luôn á. Rồi 130.000 đồng cái áo này mọi người nhận hàng là mọi người phê. 130. Chế là chốt bấm giùm em nha. Trời ơi chốt nó đẹp dữ dằn lắm. Số 3 chứ Thảo Trang Lê ạ. À. 2 chứ Mai Tuyết. 2 chứ Thị Dương. Đó, 1. Rồi chốt tặng 130 nha. Hồi nãy tính lên đầu like cho mọi người, tính bán tặng cho mọi người đầu like áo em mặc giá 200 để mặc áo gấu. Rồi rồi chứ Nguyễn Thị Minh Ngân ạ. À. Rồi áo nào là áo số 1? Đây là áo số 1 đúng không? Good morning. Đâu phải, cái này không phải morning. Rồi 65 độ xuống rồi đẹp. Trời ơi nó sang dữ lắm đó chứ. Rồi chốt tặng 130 nha. 130.000 đồng cho em. Đẹp quá à. Giải đẹp dữ dằn luôn á. Chốt tặng là chốt tặng. Đây là số 2, đây là số 1. Cái này là số 3. Đó. Trời ơi nó đỉnh dữ. Chuyện này ăn gì có 1 à. 65 độ xuống 130 mà mấy cái này mọi người dễ mang dữ lắm. Mang với quần đùi đẹp, quần jean đẹp, đóng thùng đẹp, mặc form dấu quần đẹp luôn. Chứ dấu hình có 1, có 3. Đó. Em đang mang là 1, em đang cầm là 2. Và đây là 3. 3 màu nha. Trắng chữ là số 3 nha. Trắng chữ là số 3. Đây là số 3. Tặng cho mọi người á, giá 130. 130.000. Chứ Nguyễn Hường có 3 à. Đẹp quá. 1 2 3 1 2 3 giúp em 180 nha, nhưng mà chốt tặng cho mọi người giá 130 nha. 130.000 đồng một áo thôi đó nha. Đó rồi cái này. Ê coi màu đen thun nè. Chứ đây là bên thu có 3, chứ Xuân Ái có 1 ạ, chứ Thổ Phụng có 3. Đẹp quá. 130 đó. Màu đen, đưa cho chế màu đen đi.
Chứ Xuân Ái có 1 ạ. Cái này cũng 180 luôn. Chứ Thanh Ngọc có 1 luôn, 130 luôn. Chứ Thanh Tàng có 3. Cái này lên em đen nha. Mấy cái à? 4 cái đen. À, không được, chết mẹ không được. Cái này hàng hàng mắc hơn nữa. Cái này chốt tặng 160. Cái này chốt tặng 160. Cái này mắc dữ lắm. 160 gỗ đen nha. Cái này em chốt tặng em còn 3 cái. Cái này freestyle 70 độ xuống giải cực đỉnh luôn. Gỗ đen 160. Rồi em đang mang là mã số 1. Em đang cầm là chứ mã số 2. Chứ mẹ là 1, 2, 3 luôn. Cái này là số 3. 180 em chốt tặng 130.000 đồng. Hàng mới về. Mới về mọi người ơi. Chứ Trúc Nguyên có 3, chứ Tiếp Trạch có 1. 1, 2, 3, 1, 80. Trời, 130 à. Trời, 180 chốt có 130 thôi. Đó, chế là chốt cứ bấm lên giùm em nha. 1, 2 với lại là 3. Chứ Lê hiện có 1, chứ Lâm Hạnh đã xóa nổi giúp em. 2 nè, 1 nè. 65 đổ xuống là đẹp giùm em nha. Sắc luôn á trời. 1 chế Liễu Kha, 2 chế Lê Tiền à. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 chế Lưu Tuyền. 180, à chốt. Em đang chốt có 130.000 thôi mấy chứ ơi. Chốt liền luôn đi, đẹp, sắc đẹp. Một 30k. Chú Thanh Hồ Nguyên đã xóa thỏa giúp em ạ. Có hai chiếc Hồ Nguyễn. Đẹp quá trời, giải đẹp quá. Một 2, 3 chứ Lam. Rồi giải này mọi người nhận hàng là mọi người mê ly luôn á. Chứ Lam Kim có 2 với 3. Lỡ hứa là bán tặng thì chốt tặng cho mình đó. 180 em chốt 130 nè mấy chị ơi, nhanh lên giải đẹp quá. Hàng mới về tới cái bẹp luôn. Sắc luôn. Đang mang là 1. Rồi gỗ này là 2. Mã này là mã vàng. Mã chữ là mã vàng. Chứ vàng hạt ạ. 130.000 đồng. Mê ly. Mấy anh chậm hả? Mà nó sao mẹ ơi. Một ba chế Tô Thị Hoa. Mấy anh nóng được nhanh. Một hai với lại là 3. Ê Thư ơi, cái thể hiện có 1. Tô chế cái đó đi Thư. Ừ mà đó đó. Đây nè phải không? Mã nó đúng không? Dạ. Rồi đưa màu trắng lên đây. Cái này dám bao nhiêu tiền? Cái này trên thị có nha chứ. Không, nhưng mà hôm qua á, nhớ không? 145.000 đồng. Tốt đẹp có số 1. Rồi bên anh in 45 luôn đi, 145 nè. 145 em có màu cam. Đó, cái này 65-70 đổ xuống vừa nha. Chứ Kim màu đen có 1, 2, 3. Cam nè, đen nè, 145.000. Rồi, với lại là màu này là màu này là màu vàng bò. Màu bò nha. Form đẹp lắm luôn mấy chế. 145.000 đồng. 70kg mình chốt qua cái form này nè chị nè. Em đang mặc thì 65 độ xuống 180 nhưng em chốt có 130 thôi. Áo này thì giá là 145k. Áo này ngoài bán 220-230 cái. 145.000 đồng nha mọi người ơi. Chị nào chốt bấm em cam. 145 cam, giải hàng Quảng Châu. Màu đen. Đó, với lại là màu này là màu bò. Lên giùm em nha. Bò chứ Hương Thảo. Đen bò cam. 70 độ xuống, 50 độ lên là mặc được rồi. 145.000 có ít. Đó bò chứ bò này tiếp lên. Số 2, số 3 chứ Lan Kim ạ. Bà bò chứ Lê Tuyền. Bò chứ Lê Hiền. Rồi bò em đang mang Trần Ngọc. 65 đổ xuống đẹp nha. 180 em chốt 130. Gỗ số 1 đang mặc. Gỗ số 1 đang mang 130. Gỗ số 2 130. Và gỗ số 3 130. Trời ơi nó đẹp. Xuất sắc đẹp. 130, 130. Cam chế đeo ra hoàng. Cam chế hồng thiệt. Chứ chưa lên trắng. Rồi mấy cái màu kia đâu anh Thư? Hả? Khá bò cho chế Vân Tiết Trần. Rồi bò cam với lại là đen giùm em. Đen bò 45 cho chế Tùng Ngô. Bò chế Thùy Trang. Gỗ em đang mặc chốt có 130 thôi mấy chị ơi. Dạ đẹp lắm. Chế Thị Trinh Tạm có 2 và 3. Ở đen bò 45 chế Kiều Nguyễn. Đẹp quá. Đen bò 45 cho chế Loan Kim. Chị Mai Lê có gỗ đen chưa cần?
Cô đang nãy giờ có chốt không? Nhưng mà lên mình lên xác nội giúp em ạ. Em 145 chứ không Quỳnh Thơ. 145 nghìn. Rồi em đang mang em hết bò 6 cái còn mẫu nữa làm chi? Ba với Ngọc ẵng á. Hết bò. Rồi em còn cam với lại là còn đen. Gối em đang mặc mã số 1 chị, em chốt 130.000 thôi đó. 130 thôi. Còn cam chết Hảo Trần Ngọc có, cam chết Anh Tiền. Rồi đen. Rồi đưa cái mẫu màu về lên cho chị luôn đi, nhanh lên nè. Gối đen cho sang Huỳnh. 2 3. Đó các chị cứ lên trắng 1, trắng 2, trắng 3 là có đơn. Chứ bạn lại có gấu đen ạ. Trắng đang mang là trắng số 1, đây là trắng số 2 và đây là trắng số 3. Giá là 120 nha mọi người, 130, 130.000 đồng. Trắng 1, trắng 2, trắng 3. Được chưa? Lên màu kia đây. Cam đâu? Cam số lượng bao nhiêu? Cam số lượng 6. Đen 8. Cam 6. Ở đây 145 cho chế Trinh Mai. Cam 145 là đen nào? À đúng rồi. Rồi đen 145 cho chế Lo Nguyễn, Thầy Nguyễn. Vàng 145 luôn nè. Xanh biển 145. Đen chế Lê Hiền. Xanh 145 luôn, 70 dùa mọi người, 50-70 kg mặc đẹp hết trơn. Xanh biển với lại là màu vàng, 145.000 đồng. Rồi đen cam còn hết. Dạ còn. Màu đen màu cam 145. Đen cam 145k, đen cam vàng xanh. Đen cam vàng xanh bò. Em còn màu cam ạ. Em đang mang là trắng 1, chốt mọi người 120 à, 130 à. Chắc chẳng tiếng là sao gọi giúp em đi chứ. Màu bò. Hết trắng 2 hả? Rồi em còn trắng 1 với trắng 3 hết 2 mọi người. Em đang mang là trắng 1, 180 em chốt 130. Đó, đây là 180 em chốt 130 mà mã này là mã 3, còn em đang mặc là mã 1. Nha. Đó, rồi này là 3, cái này là 1, 130.000 đồng. Chốt liền đi mấy chị ơi, ít đẹp lắm luôn á. Nhận hàng là phê, 65 đổ xuống là bao đẹp. Áo bò chị Trang Phương Thảo. Cái này hết rồi, này số 2 hết rồi. Số 2 hết hả? Dạ. Chứ Trần Tiến có càng, em hết càng. Số 2 hết chứ. Số 2 có 15 rồi. Này hả? Số 1 đang mặc là còn 2 cái. Xanh biển cho trái Lương Tuyền. Xanh trái Kiều Nguyễn. Hết số 1, em còn mã số 3 nữa là hết nha. Hết mã tặng mọi người đây nè. 108 mà hứa tặng là chốt có 130 nè. Trời ơi. Chị nào mà nhận hàng là nó mê ly luôn á trời. Áo bò chứ Bích Tuyền. Rồi màu bò nè, số lượng nè thưa ơi. Màu bò nè, số lượng nè. Rồi em còn trắng số 3 đang mang nha mọi người. Trắng mã số 3 giá là 180 chút 130. Trời ơi chị nào mà nhận được cái áo này của em phê. Áo 280 hở vai hết rồi chị. Xanh bò cho chết Lan Phu. Còn màu hồng. Được chưa? 145.000 đồng nè mấy. Bò cho em hết bò. Ủa em còn bò. Bò cho chân cao. Bò đen, cam, vàng, xanh biển. Xanh biển cho chế Lưu Tiền, Kiều Nguyễn, Lan Phương là em hết xanh ạ. Rồi hết xanh biển. Em ai còn vàng, còn đen, còn hồng. À còn cam với còn bò 145k. Còn gì? Rồi hết trắng luôn rồi đó. Nãy giờ có đọc đâu. Bây giờ mới đọc hả? Rồi bây giờ em đọc tên mã trắng 1, trắng 2, trắng 3 nè mấy chị yêu ơi. Em đọc lại mã trắng 1 cho chế Nguyễn Hoa, Kheo Lúa, Tùng Ngô, Phan Hạnh, Hào Cương, Thúy Hiền, Lương Tuyền, Hạnh Nguyễn, Phan Thị Hùng, Đình, Trương Bảo Ngọc, Út Đẹp, Đơn Trang, Đinh Thị, Chí Dư Lê, Kim Ngân, Hà Phúc, Nguyễn Thúy, Lan Phương, Lưu Tuyền, Thùy Dung Phạm, Chí Nguyễn Lê, An Duyên, Dung Huỳnh, Mai Tuyết, Xuân Ái, Thanh Ngọc, Nguyễn Linh, Tiếp Trần, Liễu Kha. Dung Huỳnh với Lê Tuyền có trùng không? Rồi em đang mang là các chị lên cho em mã là mã Chế Ngọc Hồ, Chế Trinh Mai số có 4 nha, mã số 4 có mấy cái thôi. 145.000 mã 4, 70 kg là xanh dừa. Áo ren đầu lai trưa ngày mai 1 giờ chị lên kiếm em. Nhà nhớ nha. Nhớ là lên kiếm em đầu lai mới có nha. Chứ không là hết á. Em có 40-50 cái thôi ngày mai về á. Rồi mã trắng số 4 á. Chị nào chốt bấm em trắng số 4.
Em đọc lại mã trắng số 2 cho chế Kim Ngân Hà Phúc Thăng Hương Nguyên Lân Kim Ngọc Hạnh Nguyễn Thị Việt Trinh Phạm Lan Phương Phan Hạnh Hương Nguyễn Lê Tiền Nguyễn Linh chế Kim Dung Nguyễn Thị Thùy Dung Phan Mai Tuyết có số 2 ạ. Tích chung không? Có chị nào thấy mình đọc tên bị hai lần không? Trắng số 4 chế My Diệu Su Su Nguyễn hết trắng ạ. Gì có hai cái hả? Không, trắng số 4 khác, cái đó là trắng này nè. Trắng đó cũng hai mà nào vậy hả? Trắng 4 hết rồi mọi người, lên trắng 5 cho em nè. Lên em mã trắng 5. Đây. Giá nào chốt trắng 5 bấm em trắng 5 nha, 70 độ xuống này. Giống như trắng 4 145.000 đồng trắng 5. Gọi thuốc gì cho chị vợ chị ơi. Rồi trắng số 5 giống em đang mang là màu cam, trắng 5 hai cái. Rồi cam còn mấy? Trắng cam còn em đọc tiếp mã trắng 3 cho chú Bùi Bùi Thiện okay. Nhân An Lê Cát Tường Trần Tiến là cam này Huỳnh Mai Nguyễn Mỹ Ngọc Ẩn Ngọc Mũi Như Lê Kim Ngân Việt Trinh Phạm Ngọc Hạnh Nguyên Thị Trần Thị Trinh Minh Trắng Chiếc Cô Thị Hoa Lan Kim Trúc Nguyên Nguyễn Linh Thu Ba Đỗ Phụng Lê Đặng Minh Thu Nguyễn Hường Dung Huỳnh Thả Trăng Lê Chiếc Kim Trần Chiếc Mai Lê có trắng 3 rồi em đang mang là màu cam số 6 lên em mã cam 6 trắng 5 chứ Oanh Nguyễn chứ Xuân Xuân Nguyễn là hết trắng 5 mà trắng 3 chứ Lan Kim nó làm hết rồi màu vàng này còn không? Màu dạ nâu 6 đưa lên đây em màu vàng cho trái trên cam hết vàng rồi em đang mang là màu cam nha mọi người đẹp lắm luôn á cam số 6 này với màu nâu siêu đỉnh luôn 145.000 đồng màu bò với lại là màu đen nè bò đen còn không nè dạ còn bò đen mọi người ơi màu bò màu đen màu nâu với lại là màu cam 145.000 đồng 70kg độ xuống là vừa hết 70kg độ xuống là ok hết thì nên màu nâu này cực đỉnh nha mọi người này em về thêm á hôm qua em cũng về hết sạch xanh xanh dung dịch vệ sinh với nước hoa vùng kính hay gì vậy cái hà trần chứ đâu phải là thuốc gì đâu nó đâu có trị bệnh đâu nó phòng nó ngừa bệnh cho mình thôi chứ nó không có đâu nó có trị đâu rồi chị nào chốt bạn nâu đen chứ Mỹ Hạnh chứ Quỳnh Thơ chứ Trình Mai trời ơi nâu đen với lại là bò giúp em coi nâu được bao nhiêu cái nè nâu đen với lại là bò nâu cho chiếc Phương Thảo đen hết à rồi đen nha chị nào chốt đen bấm đen bây giờ em lên cho mọi người cái mã hàng này đây em sẽ mặc màu vàng áo này giá là 215.000 đồng đây mấy chị hết đen là còn bò thôi em còn áo màu bò thôi nha mấy chị yêu nhớ còn áo màu bò thôi rồi em lên cho mọi người áo vàng giá bao nhiêu hai mấy 225 không 215 đây lỡ yeah. Ủa này tay lỡ này mới về mà làm gì bữa giờ có bán mẫu này mẫu mới tinh luôn á đây nè ôi trời ơi nó dài nó đẹp cực kỳ luôn cái đó là tay ngắn mà rớt mấy đứa mà không kiểm tra tay ngắn tay lỡ là tiêu luôn mấy đứa ơi không cái đó mẫu nó mới về mới về mà rồi chị nào chốt bấm liền giùm em cái áo này nó siêu phẩm cực kỳ luôn mà em không có nhiều hàng á mọi người nè form thì đẹp lắm luôn các chị ơi mang với quần jean là đỉnh luôn nha cái này em chốt cho mọi người đến 68kg dẫn dừa luôn 55-57 đi 57-68 luôn 70kg các chị mang được luôn á chị nào 70kg mà gọn gọn người là vô luôn đẹp xuất sắc đó mấy chị thấy không form nè em đang mang bị rộng đấy nha nhưng mà vẫn sang phải trang chế Bích Tuyền ạ à. Rộng nhưng mà vẫn đẹp luôn đó rồi em lên màu cho từ từ 215.000 thôi áo này 225 nha em chúc mọi người 215 nha chị nào nhanh là có nha em có một cam bê chứ Khánh Tròn Vân ạ à. Đây hai mấy 225 hả? Chứ Nguyễn Huỳnh có vẻ chốt 220 đi em đổi đi 220 đi 225 chốt 220 cho mấy chị 220 giùm em. Em lên màu cho đẹp lắm luôn màu da. Chốt này mà các chị nhận hàng là các chị mê. Đó màu da giùm em. Màu xanh dương 225 em chốt 220. Rồi màu xanh dương. Đó trời ơi nó đẹp này. Xanh dương mấy chế mua cho các mẹ mặc nữa các chị mặc được các mẹ mặc được luôn nha các cô mặc được các chị mặc được đó ai cũng mặc được bao nhiêu tuổi cũng mặc được cái form này hết già trẻ gì mang được hết luôn đẹp dữ dằn luôn 220.000 đồng giúp em
màu đen. Đó, màu xanh. Em còn sơ mi rin tay ngắn chị. Màu da. Đây. Màu da. Màu cam. Chốt liền giùm em nha, màu trắng. Trắng cái ông Nguyễn ạ. 220.000 đồng giùm Mai áo này. Các chị ra ngoài shop mua là 300 350. Cho Nguyễn có xanh dương. 300 350.000 đồng một áo á mấy chị. Xanh cái đấy học. Form đẹp lắm. Đó, em cầm màu lên lại cho mọi người coi. Màu da. Cái tay vỏ. Màu cái trắng. Cái tay vỏ sẽ gọi giúp em. Màu cam. Màu xanh lá. Đó, màu xanh. Dạ, chứ đen Nguyễn ạ. 225.000 đồng. 220.000 đồng. Cái đổ phục quá trắng. Đen chứ nào phan trắng chứ thảo phạm. Trắng chứ rồi. Kim chi. Hả? Bơ đâu? Bơ. Không có bơ. Không có một chứ bơ. Chứ nào phan có đèn có sạch. Đẹp quá. Sạch chứ xinh xinh. Chứ thấy chẳng có trắng ạ. Rồi màu đen. Rồi áo này chị nào cũng phải có hai cái á, giải đẹp lắm mọi người. Nhận hàng mấy chị cứ bung hàng ra, mở hàng kiểm tra chất đi. Chất mê phê dữ lắm. Màu đen nè. Trời ơi, khách nào nhận hàng cũng khen cái chất này hết trơn á, đẹp giả mang đẹp luôn. Em là em có 50kg, 49kg thôi mọi người, mang chưa đẹp đâu các chị. Ờ, giả áo sơ đen không có 70 chị. Cái này 70 dùa nha chị. Áo này em đang mang là 70 dùa lắm mà chất nó đẹp lắm luôn. Chứ Nguyễn Nhi có vàng bơ nha chứ. Đó, màu đen nha mấy chị yêu nha, màu đen. Đẹp xuất sắc luôn. 220.000 đồng màu đen. Đây là màu xanh. Đẹp ơi là đẹp. Áo thun nè chứ ơi, áo thun đó. Áo em đang mang là áo thun nè mấy chị. Rồi chị nào chốt đen bấm cho Mai mã đen. Ủa mà xanh, lộn. Xanh. Màu đẹp. Cái tay vỏ cái gì ạ? Trời ơi trời. Form xanh đẹp, màu hả? Đẹp. Giải đẹp, dễ mang, dễ bận. Đây chứ của Bi Trường. Trắng. 70 dùa. Trời ơi, nguyên cây trắng. Sao cái chàng Ngọc Diệm. Trời ơi, chị nào có nhà có quần trắng, quần đen gì không? Dớt liền cho em cái áo trắng này nha. Nhà có quần trắng, quần đen. Đây, mấy chế mặc nguyên cây trắng bao sang luôn. Xuất sắc. Đẹp quá. Dạ, chứ mình anh 220.000 trắng đen chưa bị cầm. Áo này các chị phải lấy hai màu. Lấy một màu là tiếp. Các mẹ mặc được, các chị mặc được luôn. Chứ sang quá trời có sang xanh. Mấy cô mặc được luôn á. Trắng chứ bài phương ạ. Dễ mang mà cái giải này nhận hàng một cái là ưng liền. Đen trắng chứ tạo phương anh. Màu da đẹp. Da đẹp lắm. Da nó sang. Mạnh nhất vẫn là màu da đây. Sô chứ là vi chuông. Em là sô đúng rồi, sô thun. Chất của nó là sô thun. Rồi chị nào chốt bấm giùm em lên màu. Cam da xanh đen. Vàng. Cam da xanh đen vàng. Chứ Ngọc Nguyên lên sẽ nói giúp em ạ. Chứ thằng Long Lê có da. Chứ Hiền Lê có trắng. Ba trắng cuối cùng. Còn ba áo trắng cho mấy chị yêu ơi. Còn ba cái trắng. Chứ Phượng Hoàng lên màu giúp em nha chế. Em chốt trắng trước ạ. Chứ lấy ba màu. Chứ lấy ba màu chứ chốt trắng rồi chứ lấy thêm màu chứ tự chọn đi chứ yêu ơi. Chứ Hiền Lê có trắng, chứ Lan Cẩm có trắng ạ. Màu đây chứ tự chọn đi. Còn một trắng. Áo trắng chứ Thanh Nguyên. Da chứ Diệu Nguyên. Dạ, chụp hình gửi messenger nhân viên hướng dẫn nha chứ yêu ơi. Đó, chứ Phạm Thù có da hết trắng rồi. Hết trắng rồi mọi người ơi. Hết trắng rồi. Lên giùm em màu da. Đang. Có quần trắng. Có quần kiên ạ. Quần em đang mặc là 450. Da với cả chiếc Ngọc Chi. Màu da nè mấy chị, màu da nó sang mà nó trắng lắm. Mặc da cực kỳ sang. Em chưa mặc cam đúng không? Chứ mấy thằng có trắng, siêu có đèn hết trắng không? Màu cam này của em là siêu siêu ngọt luôn. Tự chọn màu nha mấy chị. Kẹp tóc còn chứ lên đi chứ. Nhận được hàng rồi hả chứ yêu. Kẹp sướng. Rồi da vàng cam đen xanh. Chứ da vàng, vàng có đen có xanh. Cam. Áo này mọi người lấy hai màu đi. Trời ơi 220 à.
Đằng nào cũng tốn 30 ngàn thì ship rồi. Lấy hai màu đi, đừng lấy một màu tiếp. Nhận hàng là em bao cho. Chứ tiếp gì có già. Chứ bao cho có già. Có 220 ngàn. Phê đi. Màu đẹp quá. Đen vàng xanh cam da yeah. 220. Quần trắng em có size đến 70kg luôn á. Giá là 450. Nhận hàng mà các chị chê cái quần này trả lại đây cho em. Mê ly luôn. Da chứ Thanh Thảo. Đó, chốt da bệnh da. Da cam chứ Thanh Mai. Cam. Nhớ là chốt hai màu nha mấy chị yêu nha. Cam. Cái gì? Rồi chốt cam bẩm cam cho Mai luôn, màu cam. Da đen vàng xanh cam. Đó, màu cam nó rất là ngọt. Cực kỳ ngọt. Form 220 nghìn. Da chứ Duyên Nguyễn á, da chứ Trần Ngọc Dung à. 220. Có xanh không ạ? Chứ Phạm Thu có xanh. Đấy, giờ này mà tối mai là đang lung linh. Chứ là Phương có sạch đen ạ? Chế á. Dạ, Lương Hạnh có da, chứ Anna Hạnh có da. Chứ được đi chơi á. Đường. Còn một da, một xanh. Cam vàng đen. Chứ tiếp nhảy có cam ạ? À. Còn trắng chứ đổ phụ hết da. Chứ phụ của Hoàng lấy thêm vàng ạ. Rồi còn cam xanh vàng đen. Cam xanh vàng đen. Em chuẩn bị được đi chơi mới chứ anh nôn. Lâu rồi em mới được đi chơi. Chứ này thì ông Mai có cam ạ. Màu vàng. Màu chứ đen. Chứ lại phụ phương có cam ạ. Ở trên Sài Gòn á, xong cái đi đâu cái thấy nó gần dã man luôn, mình không phải đi xe, mình đi ra sân bay một cái, tại từ nhà em đi ra sân bay có 10 phút, xong cái từ đi ra sân bay xong rồi bay đi nó nhanh dã man luôn, hồi lần ở dưới Cà Mau mà muốn đi đâu á trời, phải đi xe đi lên tới Sài Gòn, xong rồi từ Sài Gòn mới được bay đi, nó lâu cực kỳ luôn, mà được ở Sài Gòn sướng thiệt mấy chị, công nhận. Đi đâu dạ, chứ đi về xứ sở sương mù. Chứ Ngọc đâu có cam có vàng. Cam vàng đen xanh. Cam chứ bồng bồng. Cam chứ Thúy Trần. Áo thun 145 màu cam còn á chứ Nguyễn Nhung kìa. Áo thun 145 màu cam kìa cô nương kìa. Mặc lại đen nữa nè mấy chị. Đây với Trang Ngọc Nhung. À cái này còn tay ngắn mẫu khác không? Có mẫu gì tay ngắn không? Trời Trang Ngọc Hoa có cam. Ờ à, giải gì nè. Giải này nè. Không, để chế lên biết đường, chứ hai quần chế lên xếp bộ cho chứ nè. Rồi cái áo, ê cái bộ này mà màu xanh lá. Sao tôi chồng. Ê cái này nè. Cái này đẹp lắm mọi người. Áo khoác này 350. Mà mọi người mua ngoài shop là 500 ngàn lắm. Em chỉ có 4 cái, 4 màu thôi. Màu trắng, màu lá. Ê Ngọc Anh Kim có mặc áo khoác không? Với một cái áo này đẹp lắm nè gái. 4 màu hot trend. Lá trắng hồng sen với xanh bô. Cái nào bà đờ. Nờ bờ đờ. Ê đó. Biển ra đúng rồi biển. Tay ngắn thôi. Lấy cho chắc hai màu thôi. Hai ba màu cũng được. Rồi với một ở dưới cho. Thêm đây chắc làm phương. Áo này là tay ngắn nè mấy chị. Cà chế hạ thua. Áo này em chốt mọi người giá 205 thôi. Đây chứ Thảo Ngọc. Thảo Nguyên à. 65 đổ xuống vừa xanh biển. Chứ Nguyễn Huyền lên xác hỏi nó có quần nha chứ. Màu xanh biển, màu trắng với màu hồng. 205 ngàn đồng. Xanh biển trắng hồng 205k nhá. Lá em coi nè. Trời đẹp lắm mấy gái yêu ơi. Tí chứ mặc cho coi. Có 4 cái à. Rồi màu hồng, màu trắng với màu xanh biển. 205 ngàn nha mọi người. Trắng hồng xanh biển 205k. Chứ nào bà đã có đèn 70 ạ? À? Xanh biển chứ Trần Ngọc Diễm. Trắng hồng xanh biển 205. Xanh biển cho Trái Nguyễn Thị Diệp Thủy. 65 đổ xuống đẹp giùm em. 65 đổ lại.
xanh biển trắng hồng 205. Cũng là cái cổ vậy luôn, nhưng mà tay của nó là tay ngắn. Ở ngoài sau có xẻ nhẹ làm cho các chị rất là ốm nha. Mà cái áo này là vô là ốm nhôm luôn á. Trời ơi, sao mà em mê cái vụ mà nguyên cây trắng lên, nó không mặc cảm thấy nó đẹp gì đâu. Cảm thấy nó xinh xinh. Trắng cái phượng hoàng. Đẹp quá. Hồng cái luôn hạnh. Trắng hồng xanh 205. Cái mẹ của mày có quần ạ. 350 áo khoác lá. Đang chế hoàn phẩm. Xanh biển chế quách huyền. Chắc em dẫn học sinh đi nè. Trời sao mà cái con này nó sướng dữ vậy chứ, nó đi tối ngày à trời. Nè áo khoác này đẹp lắm nè gái, lấy lẹ đi không thấy hết rồi. 350. Hồng chế xinh xuân. Trắng chờ học dung. 350.000, áo này 65 độ xuống vừa. Xanh lá, xanh bơ, hồng sen với màu trắng. Áo khoác kèm màu giúp em 350. Dạ, có là chế Nguyễn Nhung. Áo khoác form rất tốt, mấy chị mặc cái này vô mấy chị ốm lắm luôn. Mẹ em có 4 cái, 4 màu. Không ngắn. Khoác, lá cho Ngọc Anh Kim. Rồi em còn trắng nè, xanh bơ nè, hồng sen nè. Trắng bơ, hồng sen, áo khoác kèm màu. Trắng tay lỡ em hết rồi chị ơi. Đẹp quá. Rồi áo khoác, khoác lá hết, mấy chị đổi màu liền. 350. Em còn hồng sen, trắng với xanh bơ. Đổi màu liền mấy chị yêu ơi. Áo khoác em 30 cái. Nhưng mà áo này là chưa bao giờ có. Áo xịn mà. Không có nhiều nè, thấy không? Có một cái thôi mà chị thấy không? Bình thường em dễ gì mà em nhập hàng bằng một cái mà em chốt. Không bao giờ luôn mà em nhập. Nhưng mà nó quá trời đẹp luôn, mà nó còn 4 cái, dốt 4 cái về luôn. Hết trắng rồi. Em còn xanh bơ với hồng sen. 60-65 được hết. Xanh bơ nè, cho chiếc kim cương Nguyễn nè. Còn cái hồng sen nữa hết luôn. 350. Đẹp cũng thế. Mấy chị ra ngoài shop áo này ít nhất người ta cũng phải bán cho mọi người 450.000 đồng. Là ít nhất luôn, rẻ nhất luôn. Hồng sen. Cho chế Dung Huỳnh nè. Hết nè. Còn một cái bộ đồ rất tốt nữa. Bộ này là em lấy em bằng. Bộ này là nó đẹp quá trời luôn. Em lấy em bằng. Em là xuyến bộ tay mờ. Cái này là cái set. Size gì đây? Size L. Cái này size L mà không vừa. Bộ này có bộ 1 nhưng mà vẫn quyết tâm lấy luôn. 55-60kg vừa, 500. Kèm một cái áo ở bên trong nữa. Nhưng mà em khoác nhẹ này vô, các chị biết cái form. Thấy chứ thuộc vì ạ. 500.000 nha, do nó quá đẹp nên là em chốt về cho mọi người đây nè. Mà hồi em lấy một bộ em mặc. Bộ size S. Rồi 500, bộ này các chị lên cho em là số 1 đi ha. 55-60kg vừa, bên trong nó sẽ là một cái áo. Rồi đây. Đó, đẹp chưa? Xuất sắc luôn, mã số 1, 500.000. Một áo như em đang mang nha. Một cái quần với lại là một cái áo thun bên trong. Cái này hàng chợ làm sao mà có được các chị. Ở ngoài shop 700-800.000 một bộ. Với shop bán này là 700-800.000. Dạ, hết những cái đồ vi. Số 1, 500k. Số 1. Có mã trắng số 3 rồi ạ. Số 1, 500. Đây, mã này M này, XL này, MLXL. Bộ này em có một bộ em, hai bộ XL 60kg. Rồi 55kg mặc L, 55-60 mặc 1 X. Mã này là mã 2. Mã này là em xíu một bộ M. Cái này là lấy về để mặc đó mọi người. Sẵn rồi thấy đẹp thì chốt về cho mấy chế luôn. Ngọc Anh Kim dớt bộ nữa này, em yêu ơi. Rồi, đẹp thật sự luôn. Size M. Size M là em đang mang là em chốt rồi. Em lấy rồi, em còn 3 bộ. Một bộ L với hai bộ XL. XL là 60-62 nha mọi người. Đổ xuống á. Còn L là 56kg đổ xuống. Bộ này giá là 550. Mua hôm trước ở shop gần 1.3 triệu. Giờ đây bán 500. Trời ơi là trời. Em đã nói hàng mà nó không có để mà lấy là mọi người biết rồi đó. Đó, đẹp dữ lắm rồi mọi người. Ít nhất người ta bán 800.000 đồng. Ở ngoài shop là bán 800.
Rồi em đang mang nha, chế yêu nào chốt thì bấm giùm em. Đó, giờ em có 3 bộ thôi. Một bộ L 55-56 đổ lại, hai bộ XL 60-62 đổ lại nè. Đó, giá là 550 nha, 550.000 đồng. Không có 2 X chứ yêu ơi, không có 2 X. Dạ có, chế 8 size. Mã số 2, kèm màu. Đó. Có những chế khuyên hà. Đẹp quá trời. Còn những chế khuyên dương. Ngày mai em đi sân bay em sẽ mặc bộ này cho nó thoải mái. Đẹp quá. Vậy hay là chế cho mày đưa chế ra sân bay ha. Chứ vậy thì em có đã em mặc lấy bộ 2X nào, không có 2X chị ơi, không có 2X. Số 1 chế chặt qua của chế nè, giờ áo của chế trên đó rồi. Hồi số 2 chế Thảo Nguyên rồi, cả này có 3 bộ XL 60kg đổ xuống luôn. Đẹp xuất sắc, 550. Bộ đầu tiên giá 500 nha. Bộ xếp 3 món. Trời ơi, mọi người ơi, mua ở ngoài mọi người biết là giá khủng khiếp. Cái này vì đẹp quá nên mai lấy về nhà cho mọi người thôi. Dạ có lên đồ mặc nhà với cái kim hoa. Bán hoa cho Trinh Mai ạ. Dạ có cho chiếc người Cà Mau. Trời ơi, nhớ nhà. Mấy chế đọc ra cái tên của chị là nó nhớ nhà liền. Rồi 62 đổ xuống này, mã số 3 giùm em luôn. Dạ cho Huyên Dương có mã số 1. Mã số 3, 550.000 đồng mã 3. Sọt vô cho mấy cái con nha. Em mang bị rộng nha. Đó, 55-62kg đẹp mã số 3, 550 mã 3. 55-60 là đẹp nhất, 62kg cũng mặc được. Trời ơi, mặc bộ đồ lên thấy nó đẳng cấp liền luôn trời. Xuất sắc mọi người. Rồi 550 mã số 3 nha, chứ hôm nào chốt bấm liền luôn. Mã 3 cho đồ thỏa trang. Vài bữa nay em cứ săn mấy cái độc độc cho mọi người, nhưng mà nó ít, nó không có nhiều để like số lượng á. Này chỉ lên lúc nào mà bán ế ế lên thôi. Tại vì á, lên còn nhai, còn nhây, còn nhưa với mấy chị cho vui á. Chứ còn bình thường em bán là phải bán nhanh, bán lẹ. 3 chế hàng dương ạ. À. Rồi mã số 3. 1 với 2 em hết nha chứ. 550. Đâu ra còn nãy trời. Áo này sao còn cái vậy? Năm nay đang hot màu xanh lá mấy chị. Rồi cái này áo nơ. Ba chế Thảo Nguyên nó là em hot ạ. Áo nơ xanh nha chị, em nào chốt bấm cho em nơ xanh. Nơ xanh, nơ xanh giá hai mấy? 225.000 đồng nơ xanh. Nơ xanh 225 mã nơ xanh giùm em. Chứ đừng thả trang mà có mã số 3 nha chứ. Nơ xanh 225 ra nơ xanh. Gì? Áo này rất tốt, em mặc hơi rộng. Nơ xanh Ngọc thì. Áo này em lấy cho nhóm em mặc nhưng mà hơi rộng nên là chia lại cho mọi người nha. Áo rất tốt mọi người nè. Đó, hơi rộng, hơi rộng. Rồi chốt cho mấy chế giá 155.000 đồng, mặc dù là em lấy sỉ 175. Áo này lấy sỉ 175.000 nè, bây giờ chốt là 155 nè. Sọc hồng 155, áo form drop top 60kg đổ xuống vừa. Sọc hồng 155, em lấy 3 cái cho mỗi đứa 1 cái nhưng nó bị rộng so với tụi em á. Tại vì nhà em tụi em mấy đứa nó có bốn mấy cái. Rồi sọc hồng giùm em nhé, 155.000 đồng. Chế nào chốt bẩn cho mai sọc hồng. 155 mã sọc hồng giùm em. Con trắng cho chế người Cà Mau ạ. Sọc hồng 155. Em nhã hết thôi chứ đều thảo trang. Cái gì? Chứ Đặng Ngọc Trân có áo sọc. Trời ơi là trời. Trời ơi mọi người ơi, biết sao không, đợt này á mưa. Mặt đây nó xuống lắm luôn á. Rồi áo này chốt cho mọi người, giá là 180. Xong hộp chốt đẹp. Này 190 hay chốt 180, sáng. Vàng, kem, đen, da. Xám, vàng, dạ, kem, đen, da. 180 một áo mấy chị yêu ơi. Xám nha. Đợt này mưa mấy chế mặc mấy cái áo này xuống lắm luôn áo. Thoải mái, 65 độ xuống vừa. Màu xám, màu da, màu vàng, màu kem với lại là màu đen. Đây.
180.000 đồng áo chị mình đặt có sao? 180. Áo này dễ mặc phối đồ nè, chị nào mà có bộ vest đồ đó mặc với cái này là xuất sắc luôn. Hoặc là các chị bỏ áo trong quần nè, trời ơi mấy cái con này là đỉnh của chớp không luôn á. Chuồng váy, trời ơi này mang chuồng váy vô cả là nhức nhói. Rồi, chốt lên liền hoàng giùm em. 180.000 đồng nha. Xám, đen, kem. Đây là một xám tới đây chứ kem Lan Nguyễn. Đó, màu vàng. Kem chứ Lan Phạm ạ. Màu vàng giúp em. Xám chín không vừa chị. Sọc hồng hết rồi, giá 155. Hả? Chuồng váy ghen hả? Rồi. Mấy cái áo này nè, ta để riêng ra okay, cho lên chân váy là phối vô liền nè. Bây giờ chị đang mặc quần dài làm biến phối chân váy luôn á. Trời ơi, quần sọc, quần bi, quần bé 100 ngàn có chứ. Đây em mặc vô cho. Sọc cái quần đây chị có sẵn. Đó rồi, quần đó rồi, quần bi, quần sọc, quần bé 100 ngàn. Sao hợp với 105 mà em hết hả? Chứ Phương Thảo có nha. Bạn của Thanh Nguyễn. Cái Lâm Phạm có kem rồi ạ. Chứ Thanh Giang Trần có sẵn. Chị Kim Lan Nguyên có sẵn có đen rồi nha chế. Chế Hình Hậu có đen. Mẹ trời ơi. Dạ chế Nguyễn Thu mình lấy hai quần luôn không chế. Quần bi 100 ngàn. Đó phối vô cũng được luôn. Cũng đẹp luôn. Thêm đen chế Phượng Hoàng. Chế là chốt bẩm giùm em nha. Quần bi 100k. Áo sẵn giá 180. Áo đen nè. Chị Như Ý có vàng có đen. Quần bi giá 100 ngàn đó mới chứ thấy không? Áo này dễ mang lắm luôn. Kem chiếc ngọc 100. Rồi mặc với cái quần bi 100 ngàn của em xe. Quần bi quần sọc 100k luôn. Quần bi chiếc thân gian trầm. Quần bi quần sọc 100 ngàn đồng. Kem hả? Kem nè. Hết kem nè. Rồi còn xám. Còn màu da. Còn màu vàng. Còn màu đen nha mọi người nha. Không có trắng chứ. Để em lấy trắng mã khác ra cho. Dạ chú Thiếu nè. À không có trắng rồi. Mã nào cũng không có trắng luôn. Ê trắng cái đó là gì đó. Rút cho cái trắng đó coi. Trắng gì. Chú Nguyễn Hoàng Anh có xám ạ. Quần trắng vải xuyên chị. Ba trắng mà trắng kiểu khác. Trắng tay dài có 3 cái thôi, 60kg xuống vừa chứ lấy dầu thơm gì vậy chứ. Tay dài dạ, trắng Thái Lan Phương có. Thế Nguyễn Hà có vàng 58-60 độ xuống vừa nha. Tay dài trắng giá là 200. Quần bi 100 ngàn đồng. Chứ Thái Lan chẳng có quần sọc ạ. Có quần chữ chị nè, quần chữ dưới còn không mấy đứa. Dạ hết rồi. Hết rồi còn cái. Chứ Thái Nguyên có xám ạ. Quần chữ em còn một cái. Số điện thoại nó tới 3-40 số lận chứ. Sọc chứ tiết chi Thảo Nguyên ạ. Nhà em tới 3-40 số. Rồi áo trắng ngay 200. Chứ thôi là chẳng là số thoại giúp em. Trắng tay dài giá 200 ngàn. 60kg độ xuống rồi giúp em áo trắng. Trắng 200k mà áo trắng 200 ngàn đồng. Dạ quần cái mặt là dễ kim cho chát. 65 độ xuống chồng. Quần đang mang vải xin giá 450. Chứ Thiên Nguyễn con có quần chữ ạ. Là hết rồi đó, có một cái hình chữ đó. Rồi em đang mang là mã màu màu da hậu. Màu gì? Màu da. Áo da, áo xám, áo vàng, áo đen nha mọi người. Da xám vàng đen giá 180. Một cái với chàng Quý Trinh. Da xám vàng đen là chị 180. Trắng tay dài giá 200k. Các chị comment là trắng tay dài. Chứ thôi đặng chẳng có xám đó. Thoải mái lắm luôn mấy chị ơi. Cực đẹp luôn mà có 180 thôi. Vải form đẹp quá trời. Chứ thì liên tô có bi ạ. Hết chữ rồi chị ơi. Chị lấy sọc đi chị. Lấy sọc đi chứ yêu ơi. Rồi vàng. Chứ Kim Cương có da ạ. Áo trắng da tay chứ Nguyễn Thu. Màu vàng. Ok chế. Chế ơi 65kg mình muốn lấy size 32 là 33 đi nha. Rồi chốt màu lên tiếp giùm em. Mi giờ vẫn còn tạo đơn hay là ở dưới soạn hàng rồi?
Mấy đứa nhà em nó làm từ sáng đến 12 giờ đêm. Ngày nào nó cũng làm từ 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm. 8 giờ sáng, mấy đứa mấy giờ dậy à? Ai cho bay ngủ 9 giờ? Chứ mà đâu không có thịt bụng. Chán không có vàng ạ. 190. Đợi em nha mọi người ạ. Đợi em. Tại cho Nguyễn hả? Trắng tay dài. Chứ người Cà Mau ạ. Còn không? Còn trắng tay dài không? Mọi người đợi em một đi. Mọi người đợi em xuống lấy đồ cái nha. Em mang cục xanh lá này vô. Cho quần bi còn nha chết. Dạ quần em mặc có màu đen đấy nha chế. Dạ chứ gì có quần 210 có hàng nha chế. Hiện canh mình lên canh nặng giúp em và có hàng rồi. Phòng này lái nhưng mà nằm kéo cái heo. Tôi kéo phòng dây này xuống lên. Cọc mà nó là gì ạ? Chị ta mới chật chị tôi. Đầm xanh nha, 83 đổ xuống đẹp. 245.000. Em có 4 màu. Nó kèm cái quần bên trong cho mấy chị luôn. Cái này thì dễ mang, dễ bận quá trời luôn. 245. Đầm đẹp nha mấy chị ơi, nhìn form nè. 245k. Quá đẹp luôn. 62, 63 đổ xuống là đẹp dùm em. Quần đen 201, ok chết. Chị Nguyễn có cáo đen ạ, 180. Rồi, quần xanh lá, xanh ngọc. Trời ơi, đẹp quá, xanh bích với mọi người. Xanh bích em lên xanh biển nha. Màu xanh biển là nó kèm quần luôn. 63 đổ xuống là đẹp thích em. Màu đen và màu đỏ đô. 245.000 đồng. Vải von hai lớp. Dễ mang, dễ bận, rẻ. Đó, 245.000 đồng màu đen. Trời ơi, xuất sắc chưa. Rồi, đen lá với xanh bích 245k. Màu đỏ đô. Xanh biển chứ Dương Tiên ạ. À. Xanh biển là xanh bích nha mọi người. Chứ Nguyên Dương có làm xanh. Xanh lá với Nguyên Dương. Rồi màu đỏ. Đẹp quá. Đỏ đô nè. Chú Trúc Phan có quần ạ. 245.000 đồng. Xanh lá chứ Hạnh Minh. Đẹp quá mấy chế ơi. Màu xanh lá đỏ đô. Dạ vừa chú Phúc Tạo. Xanh biển chứ Tố Nhiên. 63 đổ xuống là đẹp. Đây chú Úc Đào ạ. Form siêu đẹp mấy chế. Form đẹp nè, cái này các chị mặc ở nhà được, đi du lịch được, đi ăn uống được, thoải mái lắm. Đi du lịch mấy cái mang này là ok dữ luôn. Chị Nguyễn có xanh lá. Đẹp xanh đang mặc cái nhung tôn. Xanh lá, đỏ đô, xanh biển. Đẹp đây chứ Lily. Xanh lá có xanh biển chứ Uyên Dương ném hết xanh lá. Rồi hết lá. Đỏ đô. Ngoài sau có dây kéo nha. Tại em chồng vô luôn, không có mang dây kéo. Này chị nào gọn là 65 dừa luôn. Cái chung miệng có đậm đen ạ. À. Đỏ đô. Em mặc giá 245 ạ.
245.000 đồng. Chị Thủy Chung lên sáng đợi giúp em. Chị Thủy Lê đợi màu giúp em nha chị. Đẹp quá. Chị Dự Hiện có xanh điện. Chị Kim Thao Lưu đợi màu giúp em ạ. Đen đôi với xanh biển. Em hết xanh lá chị Chí Nguyên. Đen đỏ đô xanh biển kèm quần nha mọi người. Kèm cái quần bên trong luôn. Này mang đi du lịch là hết sảy. Dạ có sao những cái đầm bên mình lên quần kèm sáng tỏa giúp em ạ. Đám tiệc gì mang vô cũng đẹp luôn á mấy chị. Eo 90 thôi chứ. 92 không vừa. Eo 90 thôi. Đây nói chứ này phải eo 95. Dạ chứ thì chung có xanh bích đó là em hết xanh bích ạ. Hết xanh bích. Đầm đỏ cho Nguyễn hơn. Còn đỏ còn đen. Đầm đen chứ Trinh Ngô chứ Thanh Tâm có đầm đen đó em hết đầm đen ạ. Hết luôn rồi còn đâu đâu. Còn đầm đỏ. Eo 90 vừa. 90 không có 92. Rồi em còn màu đỏ thôi nha đúng không? Dạ. Em còn đỏ thôi mọi người ơi. Còn đỏ thôi. Quần trắng chứ hình thằng ạ. Quá đẹp á. 250. Tại chị Thúy Kiều. Tại chị Kim Thoa Lu. Tại chị Chí Nguyên. Mình anh ơi đưa cái cặp xếp đùa đấy cho chị. Rồi màu hồng. Cổ tròn còn lại sau đó. Tại chế ngăn hình nữa là em hết đỏ. Rồi đùi ren hồng dùm em giá 245 nha. Dạ chị Linh Anh có nha chị. 53-63 đẹp dùm em ren hồng. Ren hồng 245.000 đồng. Ren hồng ren đen 245k. Mã hồng mã đen 245.000. 63 đổ xuống là đẹp. Ren hồng ren đen dùm em 245k nha mọi người. Cái gì màu xám mà cái đó đâu phải xám. Dạ. Chứ kêu màu gì? Màu xám. Chứ nó màu xám. Hết rồi đâu, đâu phải màu xám đó. Anh thương mang xuống rồi. Chứ tâm bên lên cái nặng giúp em nha chứ. Không có áo xám chứ áo nãy em mới đọc. Em mới mặc là màu da. Da vàng đen mà đâu có xám. Chứ tâm bên có quần ạ. Ren hồng, ren đen giá 245. Kim đen chứ hình hậu. Chứ kim biểu hình có ghen ạ. Cái cây này đâu coi số lượng rồi. Đen rồi coi 4 ta. Ren đen, ren hồng. Ren hồng chứ Hạ Huỳnh. Đẹp quá. 245.000 đồng giúp em ren đen. Đây chứ Thanh Nguyệt. Còn một bộ ren đen. Ren hồng chứ hình hậu. Ren đen chứ phượng lên em hết ren đen. Rồi em còn ren vàng với ren xanh. Vàng với lại là xanh giùm em ơi. Sáu mươi ba cái độ xuống vừa. Đẹp quá. Vàng chốt đến 62. Em thích đen đỏ này giúp em ạ. Vàng đẹp lắm ấy chứ ơi. Đẹp quá trời luôn. 62 đổ xuống vừa màu vàng. Hết hồng luôn rồi đó mọi người ơi. Em còn vàng còn xanh nha. Chú Diễm Trang đỏ này giúp em ạ. Vàng đẹp. Màu vàng với lại là màu xanh. Vàng xanh hai màu. Còn một mã đầm siêu đẹp nữa để em lên luôn cho mấy chứ. Cái này không có 70 chị ơi. Kem vàng cho Diễm Trần. Màu vàng với lại là màu xanh nha. Vàng không có nha chị Bèo Lan Hoàng. Ôi đẹp quá à. Vàng xanh giúp em vàng xanh 245k mã vàng mã xanh. Cái gì đó. Chứ là nguyên lên số thoại giúp em ạ. Đỏ đi, cho cái đỏ nè. Kêu bạc chứ hương hoa. Trời màu đỏ đẹp quá. 82 cái chưa. Rồi đỏ đô nè mấy chị ơi, đẹp quá. Đỏ đô có 3 bộ, 4 bộ. 3 bộ đỏ. Chứ hương nguyên có vàng ạ. Trời đỏ đô đẹp, xuất sắc nha. Đỏ đô, đỏ đô. Rồi chốt đỏ bấm em đỏ nè. Đẹp quá. Còn kẹp á chứ. Chốt bấm giùm em. Hết vàng mấy chị ơi. Hết kẹp rồi hả? Thấy like rai còn rễ góc góc một cái ngoài. Cầu thang không có ra. Trên bệ cầu thang.
Rồi màu hồng. Màu hồng, màu hồng. Hồng đỏ xanh giùm em. Ủa chị đặt ba liệu trình thạch giảm cân sao không gửi cơ? Em đang điều hôm nay gọi là gửi nó cho mình nha chị. Có nhớ cái không? Chứ không phải à. Màu đỏ. Còn đồng von một mẫu nữa chị chưa lên. Đỏ giúp em. Đỏ này 60 thôi nha. Đỏ này em chốt để 60 nha. Khi nào chốt đỏ và mấy em đỏ 60kg rồi. Dạ đang like trực tiếp đi chứ Cang chị. Đang phát hả em? Chị ơi mình nhìn thấy cái live stream nó có đang phát trực tiếp. Hoặc là nếu mà cái live nào là đã phát trực tiếp đó chị. Dễ nhìn mà. Thôi chứ xuống chút à. Đỏ đẹp quá trời luôn. Hồng 62, 63 đổ xuống. Vừa đỏ 60 đổ xuống. Đỏ chứ Trung Hiền. Rồi màu hồng giúp em màu hồng. Quá đẹp luôn á trời. Trời ơi đẹp quá. Ê màu xanh sao lại lấy bọc đó bỏ vô vậy? À, có chốt cho ai không? Không có chốt cho ai đâu. Sao lấy bọc mới bỏ? Rồi chị nào chốt hồng bấm hồng. 62, 63 đổ xuống hồng đẹp quá. Hồng đỏ. Em học chứ hình hậu. Màu hồng, màu đỏ với lại là màu cam. Cam 63 luôn nha. 53, 63 cam. Vậy đang mặc chứ 245 ạ. 245.000 đồng nguyên bộ. Rồi chị nào chốt cam bấm cam nha. Đẹp ấy chứ ơi, nguyên set cưng dữ luôn á trời. 5363 cam. Cái lá đó thảy xuống dưới luôn nha. Rồi còn một màu nữa mọi người. Cái hồng này nó tương tự như cái hồng kia. Nó chín mùi luôn đó. Đây anh em mã hồng 1. Trời ơi màu đỏ là 60 á chị ơi. Mà chế có không? Bỏ đi, bỏ đỏ đi, đỏ 60 à. Đổi màu khác đi chị ơi. Màu cam hoặc là màu hồng nè. Là 62 vừa đẹp luôn nè. Màu đỏ em chốt đến 60kg em bỏ ra nha. Rồi chị nào chốt tẩm thì men đưa cái áo xám tay giảo đây. Tay giảo đi. Lấy hồng cho chết rồi. Rồi bộ màu nâu. Này như tiền.